Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 114. Giết sạch Thiên Đô phủ người. Rất nhiều người lắc lắc đầu, coi như Tiêu Phàm gan to bằng trời, vậy cũng khẳng định không dám cùng Thiên Đô phủ là địch. Thiên Đô phủ thế nhưng là chín phủ 13 tông đệ nhất thế lực, liền Thiên Võ Thần Sơn đều muốn coi trọng ba phần. Tiêu Phàm một cái cổ thần cảnh, lại thế nào dám đổ sát Thiên Đô phủ tu sĩ đây? Huống chi, coi như hắn dám, cũng không tất sát được. Dù sao, Thiên Đô phủ ngoại trừ Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu hai người bên ngoài, còn có không ít tiếp cận thập đại thiên tài nhân vật, bọn họ nếu là muốn vây giết một người, cho dù cổ thần hậu kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, bản thân quá xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay mang theo Tu La kiếm, một kiếm một kiếm huy trảm mà ra, vẻn vẹn mấy tức thời gian, thì có 6 người chết ở hắn dưới kiếm, căn bản liền cơ hội ra tay đều không có. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng thịnh, một bộ không được giết quang Thiên Đô phủ tu sĩ thể không bỏ qua bộ dáng. Phong tử tên điên, đây quả thực liền là phong tử tên điên. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng, Tiêu Phàm điên cuồng, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cho dù Vũ Văn Tiên đều một mặt mộng bức. Ta Thiên Đô phủ thế nhưng là chín phủ 13 tông đệ nhất thế lực, người một trung đội tên cuối cùng thế lực tu sĩ, cũng dám đối ta Thiên Đô phủ đại khai sát giới. Tại Vũ Văn Tiên nhìn đến, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, Tiêu Phàm đã là tại gây hấn Thiên Đô phủ uy nghiêm. Dừng tay, Vũ Văn Tiên giận tím mặt, thân hình bắn ra, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Nghe được Vũ Văn Tiên mà nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, chân hắn giẫm quỷ dị bộ pháp, tránh đi cùng Vũ Văn Tiên va chạm, chuyên chọn những người yếu kia chém giết. Tiêu Phàm bây giờ tu luyện thần thông thủ đoạn cũng 10 phần toàn diện, vô luận là thân pháp, cũng hoặc thần thông, hay là thiên phú, toàn bộ đều có mấy loại. Cho dù cùng Vũ Văn Tiên chính diện va chạm, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Nhưng hắn từ Chu Huyền trong miệng biết được vô thần phong điện sự tình, Tiêu Phàm hiện tại có thể không chỉ có chỉ là giết Vũ Văn Tiên, cũng phải đồng dạng tra tấn hắn. Nhưng hắn Vũ Văn Tiên biết rõ, hắn tra tấn U Vân phủ tu sĩ tàn nhẫn thủ đoạn, làm thực hiện ở hắn Thiên Đô phủ tu sĩ trên người thời điểm, hắn Vũ Văn Tiên bản thân sẽ có như thế nào cảm giác. Phốc phốc, lại có hai người bị chém giết, thi thể cũng bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hư vô tràn ngập hư không, vô thần phong đỉnh, dường như trở thành một mảnh tu la tràng. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, cho dù giống Huyền Bạch Y như thế thực lực người, cũng lật tay cũng có thể diệt sát. Thiên Đô phủ là mạnh, tu sĩ chỉnh thể thực lực cũng không yếu, nhưng là giống Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu người như vậy, vẫn là quá ít. Dừng tay, người không dừng tay lại, ta liền giết hắn. Vũ Văn Hầu phẫn nộ gầm thét lên, hắn tay cụt cũng đã phục hồi như cũ, nổ đom đóm mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Người giết hắn chính là, ta sẽ giết sạch Thiên Đô phủ người, thay hắn báo thù. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, trong tay trường kiếm không có bất luận cái gì dừng lại. Vũ Văn Hầu tức bể phổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên hoàn toàn không nhận uy hiếp. Hắn không biết là, điểm này Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến, cho nên đại khai sát giới phía trước, hắn Tiêu Phàm liền hỏi Mạc Lâm cũng đã trả lời hắn. Coi như Vũ Văn Hầu thật giết Mạc Lâm, Tiêu Phàm cũng sẽ không nháy một cái con mắt, hắn nhiều nhất cũng chính là giết sạch những người này thay Mạc Lâm báo thù mà thôi. Huống chi, lúc này nếu còn thụ uy hiếp, hắn Tiêu Phàm cũng liền không phải Tiêu Phàm. Giết chóc còn đang tiếp tục, Tiêu Phàm giống như tử thần đồng dạng, đang không ngừng thu hoạch Thiên Đô phủ tu sĩ tính mệnh, những cái kia cùng Thiên Đô phủ đi rất người thời nay, toàn bộ đều có chút kinh hoàng lên. Nếu là Tiêu Phàm chỉ liên đới đến bọn họ, lại làm như thế nào cho phải? Ngoan nhân a, có người âm thầm sợ hãi thán phục không thôi, Tiêu Phàm giết lên người đến, cái này sự quyết tâm, cho người phát lạnh. Nếu như hắn giết là bình thường tu sĩ cũng liền bình thường, nhưng hắn giết là Thiên Đô phủ tu sĩ a, những người này phía sau thế lực, tùy tiện cái nào đều không phải Tiêu Phàm có thể dung chuyển. Càng chủ yếu là, Thiên Đô phủ vẫn là phụ thuộc Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch Lục gia, coi như Thiên Đô phủ diệt U Vân phủ, đoán chừng U Vân phủ cũng không chỗ kêu oan. Đối với đại bộ phận người tới nói, cho dù Thiên Đô phủ tu sĩ đứng ở để cho bọn họ giết, bọn họ cũng không dám lớn như thế khai sát giới.
Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử hoàn toàn nhìn ngây người mắt, bọn họ trong lòng chỉ có thoải mái hai chữ để hình dung, bọn họ giờ phút này cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì Thiên Đô Phủ, chỉ muốn thay U Vân Phủ tu sĩ báo thù. Mạc Lâm một mực ở cười, cười có chút khó coi, dữ tợn, nhưng trong lòng có loại không nói ra được sảng khoái, tựa như diệt sát Thiên Đô Phủ tu sĩ người, là chính hắn một dạng. Máu tươi một mực ở lưu, kêu thảm tiếng chưa bao giờ đoạn tuyệt, vô thần phong đỉnh, cũng đã trở thành một mảnh sát lục chi địa. Đi mau, Thiên Đô Phủ cái khác tu sĩ rốt cục không nhịn được, bắt đầu kinh hoàng lên. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu đều không bảo đảm tính mạng bọn họ, lưu ở nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất có thể sống sót cơ hội, liền là rời đi. Làm Thiên Đô Phủ tu sĩ chuẩn bị đào vong thời khắc, hư không đột nhiên chán phóng vô tận hà quang, đầy trời thần văn lưu chuyển, đem Thiên Đô Phủ tất cả mọi người toàn bộ đều vây quanh tại bên trong. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ thật đúng là muốn đem Thiên Đô Phủ tất cả mọi người đều lưu lại sao? Phải biết, nơi này Thiên Đô Phủ thế nhưng là có gần 30 người a, từng cái đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa trong đó tuyệt đối đa số đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Liền là hắn là cổ thần cảnh, cũng chưa hẳn có thể lưu lại nhiều người như vậy a. Hư không chi thuật, không đúng, đây là tỏa không thần văn. Vũ Văn Hầu quái khiếu, trợn to hai mắt nhìn xem những thần văn kia, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, kinh hãi nói, ngươi lấy được vô trần bí điển. Tiêu Phàm không có để ý tới, hắn mục đích rất rõ ràng, nếu như đã đại khai sát giới, vậy liền giết thống khoái. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Đại ca, không cần phải để ý đến bọn họ, giúp ta giết Tiêu Phàm. Vũ Văn Hầu trong mắt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là hưng phấn cùng kích động. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay một cái ngọc bút ở hư không vung vẩy, cuối cùng bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, từng đạo huyền diệu đường vân ở hư không nở rộ. Ong ong, sáng chói lóa mắt thần văn răng đầy hư không, đánh thẳng vào Tiêu Phàm tỏa không thần văn. Cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phía bát phương, Thiên Đô Phủ tu sĩ đứng mũi chịu sào, bị hư không thần thuật nghiền nát. Nhị thiếu chủ, những người khác kinh khủng kêu to, dù là Tiêu Phàm tàn sát bọn họ đều không có sợ hãi như vậy qua, bởi vì hiện tại muốn giết bọn hắn là Vũ Văn Hầu. Người nào cũng không có nghĩ đến là dạng này kết quả, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên chủ động đối Thiên Đô Phủ tu sĩ xuất thủ. Nếu là chết ở Tiêu Phàm trên tay, Thiên Đô Phủ các đại thế lực còn có thể tìm Tiêu Phàm báo thù, có thể nếu là chết ở trong tay Vũ Văn Hầu, cái kia các đại thực lực tìm ai báo thù đây? Vũ Văn Tiên nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến Vũ Văn Hầu như thế bá đạo, phải biết, nơi này thế nhưng là có thế lực khác con mắt nhìn chằm chằm đây. Nếu là chỉ có bọn họ Thiên Đô Phủ người ở chỗ này, coi như bọn họ giết Thiên Đô Phủ tu sĩ, cũng có thể trách tội đến Tiêu Phàm trên người, nhưng là hiện tại nhìn đến, đó là không thể nào. Vũ Văn Tiên hơi trầm ngâm lúc này, hay là lựa chọn trợ giúp Vũ Văn Hầu, trong tay trường kiếm run rẩy, một đạo lợi mang hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đi. Một kiếm này, không chỉ là châm đối Tiêu Phàm, mà là đối Tiêu Phàm chung quanh Thiên Đô Phủ tu sĩ không khác biệt công kích. Cái kia phổ thông một kiếm, lại quỷ dị xuyên qua hư không thần văn cùng tỏa không thần văn, nhộn nhạo từng đạo gợn sóng năng lượng, rảo sát lấy bốn phía. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tiên hai người dĩ nhiên như thế quyết tuyệt, liền Thiên Đô Phủ tu sĩ một dạng giết không tha. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp bộ pháp, nhanh chóng thối lui, tránh thoát một kiếm kia công kích. Nhưng mà, Thiên Đô Phủ mấy cái tu sĩ nhưng không có tốt như vậy vận, trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành mênh mông xương máu tràn ngập hư không. Hư không một mảnh tĩnh mịch. Đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, bọn họ đều không thể không bội phục Vũ Văn Tiên tàn nhẫn. Tra tấn U Vân Phủ tu sĩ cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả bản thân Thiên Đô Phủ người cũng không buông tha. Bất quá Vũ Văn Tiên lại không có bất luận cái gì hối hận ý tứ, hắn thân hình chớp động, bạch y thân ảnh xẹt qua hư không, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Tiêu Phàm ngoài một trường. Hắn kiếm rất nhanh, tại hắn quanh thân. Hiện lên đầy trời quang vũ, giống như vô tận tinh thần lấp lóe, mang theo hoảng sợ áp lực hướng Tiêu Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại giống như vô số thế giới áp bách mà tới, lại tăng thêm bốn phía hư không thần văn đè ép,
Tiêu Phàm cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Những người khác Tiêu Phàm có thể không để trong mắt, có thể tùy tiện giết chết, nhưng hắn hiện tại đối mặt, thế nhưng là hai đại tuyệt thế thiên tài, cho dù hắn thực lực phi phàm, cũng không dám khinh thường. Lần trước cùng Vũ Văn Hầu một trận chiến, Tiêu Phàm liền suýt nữa chịu thiệt hại lớn, lần này đối mặt hai người, Tiêu Phàm cũng chưa bao giờ từng có thận trọng. Bất quá, đối mặt Vũ Văn Tiên một kiếm này, Tiêu Phàm cũng không chuồn không lùi, mà là giơ lên trong tay Tu La kiếm nghênh đón, hắn sau lưng, dường như xuất hiện vô tận kiếm khí, vạn tiễn tể phát. Cái này cũng không phải thần thông kiếm thuật, mà là Tiêu Phàm tùy tâm ý chém ra một kiếm, nhưng uy lực lại không thể so với địa giai thần thông uy lực yếu. Tinh vẫn, Vũ Văn Tiên quát nhẹ một tiếng, những cái kia bắn về phía Tiêu Phàm điểm sáng, đột nhiên nhanh chóng biến lớn, cùng hư không ma sát phát ra bén nhọn tiếng hét lớn, cực kỳ chói tai. Nháy mắt, những điểm sáng kia liền tựa như từng khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm tinh thần đánh tới hướng Tiêu Phàm, cùng cái kia ngàn vạn kiếm khí đụng vào nhau. Kiếm khí cùng tinh thần điểm sáng bạo tạc, bốn phía hư không thần văn cùng tỏa không thần văn toàn bộ đều tiếp nhận không được, bắt đầu nhao nhao băng tán. Cùng sụp đổ, còn có bị vây ở phụ cận 6 cái thiên đô phủ tu sĩ, bọn họ tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, trực tiếp bạo thể mà chết, chết 10 phần thê thảm. Vũ Văn Tiên, người thật đúng là không phải bình thường ngoan độc, liền chính mình người đều giết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên, nhe răng cười một tiếng nói. Hắn đối Vũ Văn Tiên cũng có một cái rõ ràng nhận biết, người này không riêng gì thiên phú và thực lực mạnh mẽ, đồng thời vẫn là một cái tàn nhẫn hạng người. Vì đi đến mục đích, hắn biết không từ thủ đoạn. Người muốn giết chết bọn họ, ta thân làm thiên đô phủ thiếu phủ chủ, tự nhiên muốn xuất thủ cứu giúp, đáng tiếc, người một mạch phía dưới, giết chết tất cả mọi người. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm cười lạnh, Vũ Văn Tiên tâm tư thật đúng là không phải bình thường ác độc, bất quá hắn cũng biết rõ, việc này nếu là bị thiên đô phủ những cái kia cấp dưới thế lực biết rõ, nhất định là sẽ tin tưởng Vũ Văn Tiên. Hơn nữa, coi như những người khác cho hắn làm chứng, đoán chừng cuối cùng thiên đô phủ tu sĩ chết, đều sẽ trách tội đến hắn Tiêu Phàm trên người. Cũng may hắn nếu như đã xuất thủ, cũng không sợ thiên đô phủ thế lực trách tội. Thiên đô phủ cùng U Vân phủ ở giữa còn cách mấy cái nhị lưu thế lực đây, thiên đô phủ tất nhiên không có khả năng vượt qua mấy đại thế lực đến tìm hắn phiền phức. Về phần một chút binh tôm tướng cua đến mà nói, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, lấy hắn hiện tại thực lực, bình thường cổ thần cảnh trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Đại ca, ta tới giúp ngươi giết hắn, thay ta thiên đô phủ chết đi tu sĩ báo thù. Lúc này, Vũ Văn Hầu cũng lần nữa vọt lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đối phó hắn, ta một người đủ để. Vũ Văn Tiên cũng không quay đầu lại lắc lắc đầu nói, sắc bén con ngươi từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên còn có thể sống sót bước vào vô thần phong đỉnh. Kéo ngươi hồng phúc, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, dư quang lại là nhìn Chu Huyền một cái. Phế vật, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhường Chu Huyền bọn họ tính toán Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng, Chu Huyền bọn họ không đem Tiêu Phàm làm chết cũng liền bình thường. Vậy mà còn đem Tiêu Phàm mang lên đến. Nơi xa Chu Huyền nhìn thấy Vũ Văn Tiên ánh mắt, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bị Tiêu Phàm tính toán. Tại hắn chạy trốn thời điểm, Tiêu Phàm cố ý vây ba thiếu một, chỉ có một cái phương hướng có thể trốn, lại tăng thêm Tiêu Phàm về sau lưu lại câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi là Vũ Văn Tiên sao? Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Nghe được câu này, Chu Huyền trong đầu trước tiên bản năng nghĩ tới Vũ Văn Tiên, sau đó không muốn sống đồng dạng hướng vô thần phong đỉnh chạy trốn, Tiêu Phàm liền lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn. Quả nhiên, như Tiêu Phàm sở liệu, vẻn vẹn mất một chén trà nhiều một chút thời gian, bản thân liền xuyên qua phệ hồn cấm khu. Về sau Tiêu Phàm mới biết được, những cái kia đại thế lực cơ bản đều biết rõ thông hướng vô thần phong đỉnh phương pháp, có thể đi đến vô thần phong đỉnh người. Căn bản không chỉ 50, chí ít đều có hơn 200 người. Về phần những cái kiệu oán linh, cũng không phải giả, giống Tiêu Phàm dạng này đối phệ hồn cấm khu hoàn toàn không biết gì cả người, muốn xông qua phệ hồn cấm khu, xác thực rất nguy hiểm. Lại tăng thêm cái kia khí độc, xác thực có thể làm cho Tiêu Phàm chết ở phệ hồn cấm khu, đáng tiếc Vũ Văn Tiên không biết là, Tiêu Phàm đối độc thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Tại thí thần dưới sự trợ giúp,
Tiêu Phàm rất nhanh liền đem cái kia khí độc rút ra bên ngoài cơ thể, hắn suy đoán âm thầm khả năng có người muốn giết hắn, cho nên cố ý giả bộ như rất hư nhược bộ dáng, dẫn xà xuất động. Về sau Chu Huyền bọn họ thật xuất hiện, Tiêu Phàm liền tương kế tự kế, nếu không mà nói, lấy Chu Huyền thực lực, muốn từ Tiêu Phàm trong tay chạy trốn, lại làm sao có thể chứ? Tiêu Phàm cố ý dụng tâm lý chiến nhường Chu Huyền dẫn đường, lúc này mới thành công đến Vô Thần Phong đỉnh, xuất thủ cứu Mạc Lâm một mạng. Tiêu Phàm, ngươi đừng đắc ý, hiện tại ngươi còn không có thắng. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, sát khí nặng nề nói, tiểu đệ, ngươi đi giết U Vân phủ những người kia. Tốt, Vũ Văn Hầu gật gật đầu, dưới chân đạp mạnh, không chút do dự hướng về Mạc Lâm phóng đi, Thiên Đô phủ tu sĩ bị Tiêu Phàm giết chết. Hắn đã sớm muốn giết Mạc Lâm bọn họ phát tiết hận. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua một sợi hàn quang, thân hình khẽ động, đột nhiên giống như mị ảnh đồng dạng phóng tới Vũ Văn Hầu. Người đối thủ là ta, Vũ Văn Tiên cười gần nói, lách mình ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, sự tình đã tới này, hắn cũng đã không nghĩ tra tấn U Vân phủ tu sĩ. Mà là muốn ngay trước Tiêu Phàm mặt, đem U Vân phủ tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Bang, hai người thân ảnh đâm vào cùng một chỗ, điên cuồng kiếm khí nộ khiếu, lôi xé hư không, lấy hai người là trung tâm, nhấc lên một trận hư vô phong bạo. Ta sẽ nhường ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi, mà lại không thể làm gì. Vũ Văn Tiên nhe răng cười một tiếng, đối Thiên Đô phủ tu sĩ chết, hắn căn bản không có bất luận cái gì để ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuyệt tình người. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó hắn thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo kiếm khí tiêu tán ở hư không. Vũ Văn Tiên trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn bỗng nhiên quay người, lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn, cự ly Vũ Văn Hầu chỉ có mấy bước xa. Thật nhanh tốc độ, hắn là làm sao đi tới. Đoàn người cũng lấy lại tinh thần, kinh hãi không thôi. Nguyên bản bọn họ coi là Vũ Văn Tiên giết chết Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên bình yên vô sự, hơn nữa tùy tiện thông qua được Vũ Văn Tiên ngăn giết. Bọn họ tự nhiên không biết, vừa mới bị Vũ Văn Tiên giết chết chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi. Tiểu đệ, Vũ Văn Tiên kêu sợ hãi, Tiêu Phàm thực lực nhường hắn đều có loại nhìn không thấu cảm giác, hắn biết rõ, Vũ Văn Hầu tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Không cần Vũ Văn Tiên nhắc nhở. Vũ Văn Hầu cũng đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm, bản năng về sau một trường vỗ ra. Phốc, nhưng mà, nghênh đón Vũ Văn Hầu lại là một đạo kiếm mang, hắn vừa mới xòe bàn tay ra, liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, máu tươi cuồng phún không thôi. Vũ Văn Hầu cũng phản ứng cực nhanh, không còn để ý tới Mạc Lâm sinh tử, cực tốc hướng một bên né tránh mà đi, nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói, Tiêu Phàm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm không có để ý tới Vũ Văn Hầu cừu thị ánh mắt, hắn lách mình xuất hiện ở Mạc Lâm trước người, mấy cây kim châm đánh vào Mạc Lâm thể nội, sau đó nắm lên Mạc Lâm thân thể, liền hướng Thanh Minh bọn họ vị trí ném đi. Sau đó hắn đưa tay một chiêu, Vũ Văn Hầu tay cụt tức khắc rơi ở trong tay hắn, một cái tay khác cầm kiếm mà đứng, đạm mạc nhìn xem Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu huynh đệ. Lần này hệ liệt động tác, Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi, phiêu giật tiêu sái. Nghe nói ngươi lần trước gãy mất một cánh tay, không nghĩ đến hiện tại phục hồi như cũ, không biết ngươi lần này có hay không còn có thể phục hồi như cũ đây. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Sau đó đem trong tay tay cụt ném ra, tu la kiếm vạch một cái, tay cụt bị vô tận kiếm khí xé thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Vũ Văn Hầu bộ mặt một trận rút ra, hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, thậm chí hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Tay cụt trọng sinh, trả giá đắt có thể không nhỏ. Nếu là có thể lấy được cái kia một đầu tay cụt, tiếp trở về lại là sự tình đơn giản. Tiêu Phàm, người cảm thấy người có thể bảo hộ được bọn họ. Vũ Văn Tiên coi như bình tĩnh, đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa Thanh Minh bọn họ, cười lạnh nói ta nếu muốn giết bọn họ vẫn phải là chết. Vũ Văn Tiên trong lời nói đều là ý uy hiếp, hắn lời này cũng không phải nói dối. Tiêu Phàm có thể không nhìn hắn Vũ Văn Tiên giết Thiên Đô phủ tu sĩ, đồng dạng, hắn Vũ Văn Tiên cũng có thể không nhìn Tiêu Phàm giết U Vân phủ người. Chỉ là lời còn chưa dứt, nhưng Vũ Văn Tiên giận không thể át sự tình phát sinh, lại là Long Phi Vũ,
Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử mang theo riêng phần mình người đi tới Thanh Minh bọn họ trước người, đem Thanh Minh ba người ngăn ở sau lưng. Tam đại thiên tài cử động không cần nói cũng biết, bọn họ là chuẩn bị bảo vệ Thanh Minh ba người. Các ngươi, Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Long Phi Vũ ba người, phẫn nộ đến cực hạn, hắn không nghĩ tới cái này thời điểm Long Phi Vũ bọn họ sẽ đứng đi ra. Ngươi cùng chúng ta sớm đã là địch nhân, không phải sao? Kiếm Tử đạm mạc nói, hướng trong miệng rượu vào miệng. Hắn vốn là rất khó chịu Vũ Văn Tiên, chỉ là vừa mới lo lắng chính mình người, cho nên không có xuất thủ mà thôi, hiện tại bọn hắn người chiếm cứ thượng phong, tự nhiên không sợ hãi. Tốt, 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 Vũ Văn Tiên che kín tơ máu con ngươi từng cái từ Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử bọn họ trên mặt đảo qua, sát cơ lộ ra, lập tức hất lên áo bảo nói, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên lại là phát hiện, bên cạnh hắn người đều chết rồi, chỉ còn lại Vũ Văn Hầu một người. Đại ca, Vũ Văn Hầu nhìn thấy Vũ Văn Tiên chuẩn bị rời đi, tức khắc sốt ruột vô cùng, Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ vô trần bí điển A. Đây là hắn nằm mơ đều muốn lấy được đồ vật, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Hắn Vũ Văn Hầu tiến vào nơi này, chủ yếu nhất chính là vì lấy được vô trần bí điển. Vũ Văn Tiên cũng biết rõ vô trần bí điển chân quý, có thể hiện tại, bọn họ lưu ở nơi này, căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ mất mặt xấu hổ sao? Bất quá, làm Vũ Văn Tiên ánh mắt rơi vào viên kia quái thụ sau đó, hắn lại đã ngừng lại thân hình. Hắn cùng với Vũ Văn Hầu cũng đã chiếm được một mai tư cách lệnh, nhưng Tiêu Phàm bọn họ lại không có đạt được nếu như bản thân hiện tại cứ như vậy rời đi, chẳng phải là nói rõ bản thân sợ hãi. Sợ hãi, tại Vũ Văn Hầu trong từ điển, là tuyệt đối sẽ không tồn tại hai chữ này. Tiếp xuống các đại thế lực khẳng định muốn tranh đoạt tư cách lệnh, hắn Vũ Văn Tiên còn chiếm cứ lấy quyền chủ động đây, coi như không chiếm được, cũng có thể không cho Tiêu Phàm bọn họ lấy được Dù sao, nơi này ngoại trừ U Vân Phủ, Long Đằng Phủ, Thiên Lan Tông cùng Thiên Thi Phủ, có thể còn có không ít thế lực khác đây. Nếu như có thể liên hợp thế lực khác mà nói, bản thân một phương đánh bại Tiêu Phàm bọn họ, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Huống chi, hắn hiện tại nếu là đi như vậy, trước đó những cái kia đứng ở bản thân một phương người, khả năng liền hàn tâm. Các ngươi có muốn hay không lấy được tư cách lệnh? Vũ Văn Tiên băng lãnh con ngươi nhìn về phía thế lực khác tu sĩ nói, lập tức cái kia băng lãnh chậm rãi biến mất, chiếm lấy là một mặt hiền lành thiếu dung. Vũ Văn Hầu nhìn thấy Vũ Văn Tiên chuẩn bị lưu lại, trong lòng hơi hơi vui vẻ, cũng vội vàng nói, chỉ cần các ngươi muốn tư cách lệnh, ta cùng với đại ca nguyện ý giúp các ngươi một chút sức lực. Coi như ta một cái, trong đó một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thanh niên tiến lên một bước, cũng biểu thị đứng ở Vũ Văn Tiên bọn họ một phương. Ta cũng tính một cái khác thanh sắc trường bào thanh niên mở miệng, trên mặt tràn đầy thiếu dung, lông mi ở giữa phát ra một cỗ cuồng bá ý. Quý Xuyên, Liễu Cuồng Sinh, Kiếm Tử thần sắc đạm mạc, tựa như đã sớm đoán được một màn này. Trước đó Vũ Văn Tiên như thế phách lối, không phải liền là bởi vì Quý Xuyên, Liễu Cuồng Sinh bọn họ đứng ở hắn một phương sao. Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh theo thứ tự là thập đại thiên tài bên trong xếp hạng đệ cửu cùng đệ lục cường giả, không cho phép khinh thường. Bất quá nhường Kiếm Tử bọn họ ngoài ý muốn là, thập đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 5 Nguyệt Ngưng Tiên Tử, dĩ nhiên không có tiếp tục đứng ở Vũ Văn Tiên một phương. Hiện tại 4-4, Thi Hoàng Tử đạm mạc cười một tiếng, trên mặt hiện lên nồng đậm tự tin, bọn họ mấy người thực lực, cũng không phải Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh bọn họ có thể so sánh. Cái khác một chút thế lực cũng nhao nhao đứng đội, chín phủ 13 tông, đứng ở Tiêu Phàm bọn họ một phương, chỉ có 8 cái thế lực, mà Vũ Văn Tiên bọn họ một phương, lại là có thập đại thế lực. Mặt khác, còn có 3 cái thế lực cùng Nguyệt Ngưng Tiên Tử vị trí thế lực đứng ở cùng một chỗ, bọn họ có lẽ là nghĩ ai cũng không giúp, có lẽ là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Phàm, có vẻ như quyền chủ động còn tại chúng ta một phương. Vũ Văn Tiên khẽ cười một tiếng, bọn họ thập đại thế lực, cộng lại không sai biệt lắm có 82 người. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, hắn uy vọng không nhỏ, lại tăng thêm Thiên Đô Phủ bị Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch tín nhiệm, thế lực khác đều nguyện ý quy thuận hắn. Mà Tiêu Phàm một phương bát đại thế lực, chỉ có 48 người, chênh lệch không phải bình thường lớn,
cái này còn phải nhờ vào Long Đằng Phủ, Thiên Lan Tông cùng Thiên Thi Tông cường đại. Mặt khác, Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương tứ đại thế lực, cũng có hơn 30 người, ba phương tu sĩ thành tam giác tư thế đứng thẳng, lẫn nhau đề phòng. Tiêu Phàm đối Thiên Vũ vực thế lực cũng có một cái nhận thức mới, Thiên Đô Phủ những cái kia thế lực, hẳn là phụ thuộc về Thiên Võ Thần Sơn Lục Gia. Mà Long Đằng Phủ, Thiên Lan Tông cùng Thiên Thi Tông thế lực, thì là quy thuận Thiên Võ Thần Sơn cái khác phân dãy. Về phần Nguyệt Ngưng Tiên Tử đám người sở thuộc thế lực, nếu không liền là không có thuộc về, nếu không liền là kẻ đầu cơ. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía viên kia cổ thụ che trời, từ ngoại hình nhìn, đây là một khỏa tuế nguyệt kéo dài liễu thụ, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nhìn thấy liễu thụ như thế to lớn. Liễu thụ có lẽ cũng là cảm nhận được Tiêu Phàm bọn họ phát ra khí thế, khắp cây cành lá bắt đầu rung rung, chập chờn ngàn vạn hà quang, nó tại hướng tất cả mọi người thị uy. Sau một lát, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, một vòng tinh quang lóe qua, tựa như bắt được cái gì. Xuất thủ, không đợi Tiêu Phàm bọn họ lấy lại tinh thần, Vũ Văn Tiên một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu đạp không mà lên, cực tốc hướng về không trung lao đi, có thể phi hành hắn, có được trời ưu ái ưu thế. Chúng ta cũng tới a, còn có 14 mai tư cách lệnh bài, cũng đừng đều đã rơi vào bọn họ trong tay. Long Phi Vũ trầm ngâm một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Gần như đồng thời, những người khác nhao nhao đạp không mà lên, nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, cây kia quái thụ trong lòng bọn họ cũng đã không còn đáng sợ. Rất nhiều người ôm lấy đục nước béo cò tâm tư, nghĩ đến lấy được một khối tư cách lệnh, dù sao nhiều người như vậy, quái thụ muốn chiếu cố được mỗi người, vậy cũng là không thể nào. Các ngươi cẩn thận, Tiêu Phàm nhìn thụ thương Thanh Minh bọn họ một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm, chờ đã. Cũng liền tại lúc này, Thanh Minh đột nhiên giữ chặt Tiêu Phàm bả vai, đôi mắt bên trong lóe qua một tia kiên quyết. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thanh Minh, không biết Thanh Minh ngăn cản bản thân là ý gì. Hắn con người thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên nơi xa, nơi đó, trên trăm tu sĩ toàn bộ đều xông tới, Long Phi Vũ bọn họ xuất lĩnh lấy bát đại thế lực, cùng Vũ Văn Tiên một phương thập đại thế lực cũng đã kịch liệt đụng vào nhau. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia vẻ lo lắng, tựa như sợ tư cách lệnh bị người cướp đi một dạng. Hơn 100 ngày thần cảnh cường giả hỗn chiến, chiến đấu tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt, cho dù là thập đại thiên tài bực này nhân vật, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc ở trong chiến đấu. Chân trời tiếng oanh minh bên tai không dứt, còn có vô số bóng roi nộ khiếu hư không, quái thụ cũng không có bởi vì nhân tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau mà đình chỉ công kích, ngược lại giết càng thêm hung mãnh. Tại quái thụ nhìn đến, hơn 100 ngày thần cảnh là tới vây công nó, mỗi một cái đều là nó địch nhân. Ở cái kia đầy trời bóng roi phía dưới, nhân tộc tu sĩ ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, mấy cái thiên thần cảnh bị cái kia bóng roi tát bạo, huyết vẩy ngay tại chỗ. Đám người cũng giống như ý thức được chiến đấu thảm liệt, sau đó nhanh chóng tách ra, bắt đầu toàn tâm toàn ý ngăn cản quái thụ công kích. Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương tứ đại thế lực nhìn thấy Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên hai phe tu sĩ không có tiếp tục liều giết, hơi có chút thất vọng. Lúc này, bọn họ cũng rốt cục không nhịn được xuất thủ, bắt đầu hướng về quái thụ tới gần, tam phương thế lực cộng lại gần 100, 40, 50 người, có thể đến nơi này, cơ hồ liền là thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ hai toàn bộ sống sót người. Đồng dạng, bọn họ cũng là Thiên Vũ vực chín phủ 13 tông người nổi bật, cùng tuổi một đời bên trong cao cấp nhất nhân vật. Nhìn thấy 100, 40, 50 người đồng thời công kích một cây đại thụ, Tiêu Phàm mí mắt từng đợt cuồng loạn, thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì cây, không phải cũng đã sinh cơ còn thừa không có mấy sao. Làm sao còn sẽ như thế biến thái? Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là rõ ràng bắt được quái thụ dị trạng, tại quái thụ cùng mặt đất giáp giới địa phương, có từng đoàn hắc khí vần quanh, đó là cực kỳ nồng đậm tử khí. Thụ mộc thành tinh Tiêu Phàm nghe nói qua, nhưng là cũng từ nghe qua như thế đáng sợ thụ tinh, hắn trong lòng đang nghĩ, nếu là đệ nhất thành có cái này thụ tinh tọa chấn, cái kia hoàn toàn vững như thành đồng vách sắt a. Đừng nói thiên thần cảnh đỉnh phong, liền là cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giải quyết cây này vấn đề, Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ kia nồng đậm tử khí, cây to này, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ thọ hết chết già. Thanh Minh, người gọi ta có cái gì sự tình? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần,
nhìn xem một mực xoắn suýt do dự Thanh Minh hỏi. Thanh Minh hít sâu một cái đi đến Tiêu Phàm bên người, mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một mai lóe ra quang mang ngọc lệnh, nói, mai này tư cách lệnh cho ngươi. Cho ta, Tiêu Phàm mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh, hắn không nghĩ đến Thanh Minh dĩ nhiên cũng đã chiếm được một mai tư cách lệnh. Chấn kinh về chấn kinh, lập tức trên mặt lại lộ ra cổ quái, hắn còn coi là chuyện gì, không nghĩ đến lại là muốn đem tư cách lệnh cho mình. Đúng rồi, có mai này tư cách lệnh, ngươi cũng không cần đi mạo hiểm. Thanh Minh trịnh trọng gật gật đầu. Đã trải qua vừa mới sự tình, Thanh Minh rõ ràng cái kia quái thụ đáng sợ, đừng nói muốn lấy được tư cách lệnh, liền là tới gần rất khó. Mà hiện tại, hơn 100 ngày thần cảnh đồng thời xuất thủ, vậy mà đều không cách nào tới gần cái kia quái thụ, chính hắn đều không biết bản thân lúc ấy một mình một người là như thế nào có dũng khí chiếm lấy tư cách lệnh. Mạo hiểm, Tiêu Phàm càng thêm cổ quái. Nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Minh trong tay cái kia tư cách lệnh một cái, ngược lại nhìn về phía quái thụ đỉnh nói, nơi đó không phải là còn có mười mấy mai ngọc lệnh a, lấy được một khối không được sao? Thanh Minh, Ách, Vũ Nhu tiên tử, Mặc Lâm, lấy được một khối không được sao? Ba người nghe được lời này, trực tiếp im lặng, Thanh Minh liều mạng lấy được khối này tư cách lệnh bài có bao nhiêu khó khăn, bọn họ đều rất rõ ràng, có thể hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên nói mười phần nhẹ nhàng linh hoạt một dạng. Nếu như là bình thường, Thanh Minh có thể sẽ sinh khí, nhưng là hắn biết rõ, Tiêu Phàm là về sau chạy đến, cũng không biết quái thụ đáng sợ cũng đúng là bình thường. Tiêu Phàm, ngươi nghe ta nói, Thanh Minh vội vàng khuyên nhủ nói, hắn chuẩn bị đem quái thụ chỗ kinh khủng cùng Tiêu Phàm nói rõ ràng nói, nhưng Tiêu Phàm từ bỏ tranh đoạt tư cách lệnh. Thanh Minh, ngươi là đang bố thí ta sao? Nhưng mà, không đợi Thanh Minh nói xong. Tiêu Phàm liền hờn phẫn nộ quát, ta Tiêu Phàm muốn đổ vật, đều dựa vào bản thân hai tay đi lấy được, mà không phải bố thí, một mai tư cách lệnh mà thôi, có cái gì to lớn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm không có tiếp tục để ý tới Thanh Minh bọn họ, lách mình hướng về quái thụ phóng đi, Thanh Minh muốn ngăn cản cũng không kịp. Cẩn thận, Thanh Minh bất đắc dĩ, hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót, lấy Tiêu Phàm thực lực, hắn tin tưởng có thể làm cho U Vân Phủ đi đến tầng thứ cao hơn. Tiêu Phàm xông vào trong đám người, như vào chỗ không người, sau một lát cự ly quái thụ liền chỉ có không đến 60 trượng xa. Hô hô, vô số cành bóng roi từ không trung gào thét mà xuống, cho dù cách rất xa nhau, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ sắc bén chi khí, đâm vào người da mặt có chút đau nhức. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, làm cái kia lít nha lít nhít bóng roi sắp rơi xuống thời khắc, trong tay hắn Tu La kiếm lăng không chém một cái, đầy trời kiếm khí nghịch thiên mà lên. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo hưởng truyền ra, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm khí cùng cành bóng roi đụng vào nhau, giống như vô số lợi kiếm giao kích, phát ra một trận kim loại va chạm thanh âm. Những cái này cành lá, dĩ nhiên có thể so với cao giai thần binh. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn còn là lần thứ nhất kiến thức đến quái thụ cường đại. Hắn cũng rốt cục biết rõ, Thanh Minh chỉ là hảo tâm, cũng không phải bố thí hắn, đối mặt khỏa này quái thụ. Cho dù thập đại thiên tài nhân vật, cũng chưa hẳn có thể tùy tiện lấy được tư cách lệnh. Bất quá, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không biết khó mà lui, hắn từng mở miệng nhất định lấy được thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu, tự nhiên liền muốn toàn lực ứng phó đi phấn đấu. Nếu như ngay cả liều mạng dũng khí đều không có, hắn Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Tiêu Phàm lấy Tu La kiếm mở đường, ngàn vạn kiếm khí tề phát, tất cả cành đều bị hắn ngăn cản ở ngoài. Giờ phút này, Tiêu Phàm lại đi tới hơn 30 trượng. Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Phàm tiến lên tốc độ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục không thôi, khó trách hắn có thể cùng Vũ Văn Tiên tranh phong. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm đám người ánh mắt, hắn hiện tại muốn làm, liền là lấy được tư cách lệnh lại nói. Đột nhiên, từng đạo bóng roi quét ngang mà tới, hư không phát ra một trận kêu to thanh âm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ răng đầy mỗi một tấc không gian. Bị châm đối sao, Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói, nhìn thấy cái kia vô số bóng roi gào thét mà đến, trong mắt hắn bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn nâng lên trong tay Tu La kiếm, nghênh không chém một cái, chỉ thấy một đạo chớp lóe xẹt qua hư không, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nơi xa Thanh Minh bọn họ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi khẩn trương đến cực điểm.
bọn họ cảm giác Tiêu Phàm quá khinh thị quái thụ. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, trừng mắt miệng mắt thấy giữa sân Tiêu Phàm. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy Quất Hướng Tiêu Phàm cái kia lít nha lít nhít bóng roi đột nhiên chỉnh tề chặt đứt, cái kia bóng roi vừa lúc sát Tiêu Phàm góc áo đi qua. Về phần cái kia bị chặt đoạn cành lá, lại toàn bộ đều rơi đến hắn trước người, nhanh chóng khô héo xuống dưới. Thật mạnh, nhìn thấy một màn này tu sĩ trong lòng kinh hãi không thôi, vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh, có thể chủ động làm bị thương quái thụ, cho dù Vũ Văn Tiên cũng chưa hẳn có thể làm được a. Mà Tiêu Phàm giờ khắc này lại làm được, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm so Vũ Văn Tiên còn mạnh hơn. Tiêu Phàm lườm cái kia mấy tiết khô mộc một cái, tiếp tục tiến lên, mấy tức thời gian, Tiêu Phàm cự ly quái thụ liền chỉ có chừng 10 trượng cự ly. Đi xa nhất Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên, cũng chỉ là ở cái này cự ly mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Vũ Văn Tiên trong mắt lóe qua một vòng hàn quang, sau đó thân hình lóe lên, đột nhiên một kiếm hướng về Tiêu Phàm dẫn đâm mà tới. Đến được tốt, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cùng Vũ Văn Tiên giao thủ mấy lần, mặc dù hắn mỗi lần đều chiếm cứ trên một điểm gió, nhưng chưa bao giờ chân chính đè lên Vũ Văn Tiên đánh. Không biết tại sao, hắn trong lòng có loại cảm giác, Vũ Văn Tiên xa so với mặt ngoài muốn cường đại rất nhiều, chỉ là hắn tại cố kỵ cái gì, không dám bộc phát ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Tiêu Phàm đối bản thân linh giác 10 phần tự tin, đây cũng là hắn nghĩ thăm dò Vũ Văn Tiên nội tình nguyên nhân. Nhìn thấy Vũ Văn Tiên đánh tới, Tiêu Phàm đồng dạng một kiếm đâm tới, kiếm như gió, lăng lệ đến cực điểm, ngập trời sát phạt chi lực từ trên người hắn bộc phát ra. Bang, hai người mũi kiếm quỷ dị đâm vào cùng một chỗ, cương phong tàn phá bừa bãi, cuồng bạo đến cực điểm, tạo thành lớp kín kiếm khí phong bạo tường, đem hai người ngăn khuất trung ương. Những cái kia tới gần Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên cảnh, hoàn toàn bị kiếm khí phong bạo quấy đến vỡ nát. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh, vì Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên thực lực mà cảm thấy chấn kinh, kẻ khác liền ngăn cản quái thụ bóng roi cũng không kịp. Bọn họ hai người ngược lại tốt, vậy mà còn có thể ở trong này chiến đấu, liền chiến đấu dư ba đều có thể hủy diệt quái thụ cảnh. Long Phi Vũ nhìn thấy, thần sắc khẽ động. Một cỗ nồng đậm chiến ý từ trên người hắn lặng yên thăng ra, bất quá hắn cũng không có xuất thủ đánh lén. Cho dù đối phó bản thân địch nhân, Long Phi Vũ cũng không hổ thẹn dùng ám chiêu, đây là hắn cùng Vũ Văn Tiên to lớn nhất khác biệt. Mà lúc này, kiếm tử cùng thi hoàng tử cũng đi tới cách đó không xa, hai người cũng đồng dạng vì Tiêu Phàm thực lực mà cảm thấy chấn kinh, bất quá bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại chiến ý giạt rào. Long huynh, người cảm thấy Tiêu huynh thực lực như thế nào? Kiếm tử không nhịn được hỏi, hắn quanh thân kiếm khí lượn lờ, phàm là tới gần hắn bóng roi đều bị kiếm khí chém vỡ nát. Rất mạnh, Long Phi Vũ hít sâu một cái nói, bất quá, Vũ Văn Tiên còn không có phát huy ra chân chính thực lực, nếu như Tiêu huynh chỉ có dạng này lực lượng mà nói, hẳn không phải là Vũ Văn Tiên đối thủ. Kiếm tử cùng thi hoàng tử trầm mặc không nói, bọn họ đối Vũ Văn Tiên nội tình cũng không rõ ràng. Nhưng cho tới nay, bọn họ đều nhìn không thấu Vũ Văn Tiên chân chính thực lực. Vũ Văn Tiên có thể trở thành chín phủ 13 tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, hắn lực lượng, lại làm sao có thể chỉ có trình độ như vậy. Cho dù là lần trước Tiêu Phàm tại huyền hoàng chi khí không gian bên trong, cũng là bởi vì huyền hoàng chi khí chiếm cứ ưu thế mà thôi, hắn có thể không nhìn huyền hoàng chi khí, mà Vũ Văn Tiên lại nhất định phải ngăn cản huyền hoàng chi khí ăn mòn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Tiêu Phàm tốc độ, rõ ràng không bằng Vũ Văn Tiên, chỉ là lực lượng tương đối cường hãn mà thôi. Kiếm tử cùng Long Phi Vũ hai người trước kia cũng cùng Vũ Văn Tiên giao thủ qua, hai người hợp lực, mới miễn cưỡng áp chế Vũ Văn Tiên, cái này cũng là bọn họ chỉ có thể riêng phần mình lấy được một mai tư cách lệnh nguyên nhân. Đồng dạng, Vũ Văn Tiên cũng là như thế, hắn không chiếm được nhiều hơn tư cách lệnh, liền thử nghiệm hủy diệt, có thể cuối cùng tư cách lệnh căn bản là hủy không được. Hắn cũng liền chỉ có thể từ quái thụ trên người hạ thủ. Tất nhiên ta không lấy được, cũng hủy không được, người nào cũng đừng muốn lấy được. Chúng ta không cần dùng giúp đỡ. Kiếm tử trầm mặc lúc này nói, hồng nhuận phơn phớt trên mặt hiện lên một vòng chiến ý. Bọn họ dù sao cũng là cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, nếu như giờ phút này cùng tiến lên mà nói, không nói lưu lại Vũ Văn Tiên, nhưng trọng thương hắn cơ hội rất lớn. Đương nhiên,
lấy kiếm tử tự ngạo, hắn là không thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói như vậy cũng chỉ là lo lắng Tiêu Phàm an nguy mà thôi. Long Phi Vũ không nói, con ngươi nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Ta cảm thấy, Tiêu Phàm chiến thắng Vũ Văn Tiên cơ hội rất lớn. Lúc này, trầm mặc không nói thì hoàng tử đột nhiên mở miệng nói. Long Phi Vũ cùng kiếm tử kinh ngạc nhìn xem thi hoàng tử, bọn họ không biết thi hoàng tử tại sao sẽ như vậy cho rằng, phải biết, thi hoàng tử cùng Tiêu Phàm trước kia thế nhưng là địch nhân a, Tiêu Phàm còn giết hắn không ít thuộc hạ. Có thể hiện tại, thi hoàng tử dĩ nhiên đối Tiêu Phàm thực lực tự tin như vậy, hiển nhiên thi hoàng tử tận mắt được chứng kiến Tiêu Phàm lực lượng. Tất nhiên như thế, Tiêu huynh thay chúng ta ngăn lại Vũ Văn Tiên, chúng ta vẫn là trước lấy được những cái kia tư cách lệnh lại nói. Long Phi Vũ hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía quái thụ đỉnh 14 mai ngọc lệnh. 10 trượng cự ly, nếu là bình thường đối với bọn họ tới nói, cái kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng là trước mắt, cái này 10 trượng cự ly lại giống như một đạo lạch trời. Bọn họ may mắn là, khỏa này cổ thụ sẽ không di động, nếu không mà nói, cho dù bọn họ, cũng không thể nào là cổ thụ đối thủ. Biện pháp cũ, chúng ta thay người bảo vệ nơi này. Kiếm tử nhẹ gật đầu, tà tà cười nói. Long Phi Vũ không khỏi trắng kiếm tử một cái, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cần phải đem phiến khu vực này giám sát chặt chẽ điểm, ta nếu là xuống tới sau đó, nơi này thất thủ, tư cách lệnh khả năng liền không có các ngươi phần. Yên tâm, kiếm tử nhún nhún vai, trong tay trường kiếm không ngừng vung ra, một cái tay khác nhưng lại nắm lấy hồ lô rượu uống một ngụm, nhìn qua một bộ tâm không ở chỗ này bộ dáng. Thi hoàng tử cũng là người thông minh, hắn rất nhanh liền đoán được Long Phi Vũ cùng kiếm tử nói tới phương pháp, nghĩ tới là Long Phi Vũ mượn nhờ không gian xuyên toa năng lực chiếm lấy tư cách lệnh. Dù sao, nếu như từ cổ thụ bò đi lên, cái kia hiển nhiên là không có khả năng, tất nhiên Long Phi Vũ xuất thủ, thi hoàng tử cũng dứt khoát bớt một chút khí lực. Giết, lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy Vũ Văn Tiên trong tay trường kiếm cuồng loạn nộ khiếu. Vũ động hư không, từ không trung gắng sức chém xuống. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên hai người đều đánh ra chân hỏa, ngập trời sát ý từ hai người trên người tản ra, chu vi mấy trượng phạm vi bên trong đều thành chân không khu vực. Tiêu Phàm con người băng lãnh, kiếm khí vần quanh quanh thân, xoay quanh bay múa, đáng sợ tính thực chất sát khí phát ra kiếm rít thanh âm, chói tai vô cùng. Đối mặt Vũ Văn Tiên lít nha lít nhít kiếm khí, Tiêu Phàm bất động thần sắc. Tu la kiếm một kiếm chém ra, động tác nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Phốc phốc, Tiêu Phàm trên người áo bào bị cắt đứt, máu tươi bay vụt, một cỗ to lớn áp lực đem hắn hai chân đều ép vào bùn đất bên trong. Hắn vốn có thể thoát thân rời đi, nhưng hắn cũng không hề rời đi, hai chân hãm sâu bùn đất bên trong, đem hắn cả người đều cố định tại đó. Đồng thời, hắn vẫn như cũ một kiếm vung ra, động tác không nhanh, cũng không chậm. Trên người hắn vết kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Không trung phía trên, Vũ Văn Tiên lộ ra cao ngạo tiếu dung, quan sát phía dưới Tiêu Phàm, dường như lại nhìn một con kiến hôi, nắm giữ phi hành thần thông hắn, sớm đã đứng ở thế bất bại. Người kiếm liền làm tổn thương ta đều không đả thương được, lại như thế nào thắng ta? Vũ Văn Tiên cười lạnh nói, đứng ở đằng xa công kích Tiêu Phàm căn bản liền đụng đều không thể đụng vào đến hắn. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu thời gian, là hắn có thể đem Tiêu Phàm mài chết. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, hắn đối bản thân vết kiếm nhìn như không thấy, nếu là những người khác, đoán chừng sẽ sớm đã nổi giận vô cùng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại hoàn toàn tương phản, trên người hắn sát ý đều ở chậm rãi biến mất, tất cả khí tức đều biến nội liễm lên. Đoàn người chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm trên người vết kiếm đang gia tăng, lại không nhìn thấy, những cái kia vết kiếm xuất hiện sau đó. Một chớp mắt thời gian liền phục hồi như cũ. Tiêu Phàm nhục thân cũng đã đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới, Vũ Văn Tiên muốn mài chết hắn, cơ hồ là không thể nào, nhiều nhất cũng liền sói mòn một chút máu tươi mà thôi. Một điểm nữa, mọi người không phát hiện là, Tiêu Phàm trên người vết kiếm gia tăng tốc độ đang không ngừng giảm bớt, nguyên bản 3 cái hô hấp sẽ có mấy đạo vết kiếm, bây giờ lại đạt đến 10 cái hô hấp thời gian. Đồng thời, Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến đoàn người coi là Tiêu Phàm kiếm pháp rất chậm, trên thực tế là mấy đạo huyễn ảnh liền ở cùng một chỗ. Càng thêm quỷ dị là, tại Tiêu Phàm thể nội,
huyền hoàng chi khí vậy mà ở nhanh chóng giảm bớt, không, nói cho đúng là bị nhục thân hấp thu. Nguyên bản hùng hậu đến cực điểm huyền hoàng chi khí, cũng đã biến mỏng manh rất nhiều, cứ tiếp như thế, tất cả huyền hoàng chi khí đều sẽ bị Tiêu Phàm nhục thân hấp thu. Mà cái này một chút, nhưng ngay cả Tiêu Phàm bản thân đều không phát hiện. Tiêu Phàm kiếm đạo, chính đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ thuế biến, chính hắn cũng giống như ở vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới bên trong, dường như muốn mở ra một cái thế giới khác cánh cửa. Điểm này Tiêu Phàm bản thân cũng không biết, nếu như biết rõ, hắn khẳng định sẽ không tiêu hao thể nội huyền hoàng chi khí. Phải biết, những cái này huyền hoàng chi khí, thế nhưng là hắn vì đột phá cổ thần cảnh làm chuẩn bị a. Nếu như huyền hoàng chi khí bị nhục thân toàn bộ hấp thu, bản thân lần tiếp theo muốn đi tìm tới huyền hoàng chi khí, có thể liền phiền toái. Thời gian chậm rãi xói mòn, Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm còn chưa ngã xuống, tức khắc cũng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, hắn tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Phàm cơ hội. Tất nhiên có thể áp chế hắn, vậy liền hẳn là duy nhất một lần đem hắn đánh ngã, nhưng hắn rốt cuộc đứng không đứng dậy đến. Thiên lạc, một đạo cuồn cuộn sát phạt thanh âm từ Vũ Văn Tiên trong miệng truyền ra, hắn quanh thân ngàn vạn tinh thần quang vũ lần nữa phủ hiện, quang vũ lưu chuyển, giống như nguyên một đám màu sắc rực rỡ bọt khí. Bọt khí bên trong lạc ấn lấy vô số hình ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, liền tựa như một cái khác kỳ lạ thế giới. Nhưng mà giờ phút này, vô số bọt khí đột nhiên giống như hạt mưa từ không trung rơi xuống, lít nha lít nhít, răng đầy mỗi một tấc không gian. Cẩn thận, cách đó không xa Thi Hoàng tử nhìn thấy một màn này, không khỏi hét lớn một tiếng, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà lại bị kiếm tử giữ chặt, lắc lắc đầu cười nói, ngươi không phải tin tưởng Tiêu huynh a, làm sao hiện tại không tin hắn. Thi Hoàng tử sắc mặt trầm xuống, hắn tin tưởng Tiêu Phàm chỉ là một loại đặc thù cảm giác, Tiêu Phàm có lẽ có thể chiến thắng Vũ Văn Tiên, có thể chân chính thực lực như thế nào, Thi Hoàng tử trong lòng cũng không chắc. Tiêu huynh kiếm đạo một mực ở mạnh lên, hắn có thể ngăn cản một kiếm này, Vũ Văn Tiên người trong cuộc, lại là không có phát hiện, Tiêu huynh chỉ là đang dùng hắn đang mài kiếm mà thôi, nếu là hắn nghĩ đi mà nói, sớm liền rời đi. Kiếm tử cho Thi Hoàng tử truyền ngôn nói. Hai người giao lưu cực nhanh, cũng liền tại lúc này, Vũ Văn Tiên công kích cũng đã đi tới Tiêu Phàm phụ cận, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn ở chỗ cũ thờ ơ vung trong tay trường kiếm, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tựa như thấy được Tiêu Phàm chết ở trong tay hắn một màn. Quá chậm, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, lại là nhìn thấy hắn cơ thể hơi uốn lượn, làm một cái rút kiếm động tác, lập tức cả người đội đất mà lên. Hô, đồng thời, Tiêu Phàm trường kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo màu xám kiếm quang từ Tiêu Phàm trên người nở rộ, giống như cực quang đồng dạng, nộ xả hư không. Một thoáng thời gian, quỷ dị sự tình phát sinh. Lại là nhìn thấy cái kia vô số màu sắc rực rỡ bọt khí, đột nhiên bị cái kia màu xám kiếm quang nuốt hết, màu xám kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Vũ Văn Tiên con người bỗng nhiên co rụt lại, ở cái kia màu xám kiếm quang phía dưới, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm, hắn liên tục chém ra vài kiếm, nhưng như cũng khó có thể ngăn cản cái kia màu xám kiếm quang. Mắt thấy màu xám kiếm quang sắp tới gần thời khắc, Vũ Văn Tiên một cước đạp ở hư không, lộn mèo hướng về một bên tránh đi, hắn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Phốc một tiếng, Vũ Văn Tiên búi tóc bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, bị chém xuống sợi tóc cũng bị màu xám kiếm khí nuốt hết, cái gì đều không lưu lại. Vũ Văn Tiên khắp cả người phát lạnh, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm, vừa mới một kiếm kia, nếu như chính diện ngạnh kháng, đoán chừng hắn coi như không chết, cũng sẽ người bị trọng thương. Thật bá đạo một kiếm, ta cảm giác một kiếm này có thể nuốt hết thiên địa. Bốn phía cũng có không ít tu sĩ thấy được một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có bị Vũ Văn Tiên đè lên đánh phần, có thể bọn họ không nghĩ đến, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên kém chút bị Tiêu Phàm giết chết. Người đây là cái gì kiếm? Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, trên người khí tức lấp lóe không yên. Quanh thân tinh thành vần quanh, giống hệt thần minh. Cho dù kém chút bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, nhưng hắn vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giết xúc sinh kiếm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn cũng từ loại kia kỳ lạ trong trạng thái lấy lại tinh thần, nhè răng trợn mắt nhìn xem Vũ Văn Tiên.
Vũ Văn Tiên sắc mặt tái nhợt, quanh thân thần lực sôi trào mãnh liệt, bị Tiêu Phàm mắng thành súc sinh, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây? Ngươi ưa thích cao cao tại thượng sao? Vậy ta liền đưa ngươi đánh rất bụi bặm. Tiêu Phàm rất khó chịu Vũ Văn Tiên cái kia miệt thị thương sinh cảm giác. Nếu như Vũ Văn Tiên có dạng này thực lực cũng liền bình thường, cái kia hắn có miệt thị tất cả tư cách, có thể Vũ Văn Tiên chỉ bất quá là hắn bại tướng dưới tay mà thôi. Mặc dù hắn cũng không tính chân chính trên ý nghĩa đánh bại qua Vũ Văn Tiên, nhưng vừa mới một kiếm cũng đã phân ra cao thấp. Tiêu Phàm, người càn rỡ, ở trong mắt ta, chỉ là vô tri mà thôi. Vũ Văn Tiên đứng lơ lửng trên không, quan sát bản thân dưới chân, giống như lại nhìn một con kiến hôi. Ngay sau đó, Vũ Văn Tiên trên người khí thế bắt đầu kéo lên, một cỗ hoảng sợ chi uy từ quét sạch mà ra, sao toàn bộ không gian đều bắt đầu rung động không thôi. Cảm nhận được cỗ này khí thế, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, cho dù cái kia quái thụ cũng đình chỉ công kích. Đây là cái gì lực lượng? Đoàn người nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên thu rụt một cái, mặt lộ hoảng sợ, cỗ kia khí tức, nhưng bọn họ đều cảm giác sợ hãi. Bất quá cỗ này khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh, Vũ Văn Tiên bình phục một cái nỗi lòng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, quay đầu vòng thứ ba ta lại giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên đột nhiên đạp không hướng về quái thụ đỉnh đi đến, trực tiếp coi thường Tiêu Phàm, tựa như chỉ là không muốn bại lộ bản thân thực lực thôi. Tự cho là đúng đồ vật, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lật tay, bốn phía từng đạo thần văn phù hiện. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên đạp không mà lên. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm dưới chân có từng đạo kỳ lạ hồn văn, đem hắn cả người kéo lên. Tiêu Phàm xác thực không thể phi hành, nhưng hắn vẫn nắm giữ có thể phi hành thủ đoạn. Trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm cũng đã đi tới quái thụ đỉnh, cấp độ kia tốc độ, dường như thuấn di một dạng. Người hãy nghe cho kỹ, chiêu này tên là chôn vùi. Một đạo băng lãnh thanh âm phun ra. Ngập trời kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người bộc phát, màu xám kiếm khí một đạo lại một đạo chém về phía Vũ Văn Tiên, dường như có thể chảm diệt tất cả. Vũ Văn Tiên sắc mặt, hắn quá mức cậy tài khinh người, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm có thể đạp không phi hành, hơn nữa còn có thể phát ra như vậy đáng sợ kiếm khí. Nếu như nói trước đó cái kia màu xám kiếm quang là một đạo kiếm khí mà nói, vậy bây giờ màu xám kiếm quang, đơn giản liền là một đầu kiếm hà. Tinh thần thiên mạc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Tiên quanh thân tinh thần quang vũ chập chờn, một đạo hắc sắc tinh thần thiên mộ xuất hiện ở hắn trước người, cái kia vô số màu xám kiếm khí, đại bộ phận kiếm khí tràn vào hắc sắc thiên mạc bên trong. Bất quá, còn có một đạo kiếm khí vòng qua hắc sắc thiên mạc, rút lui Vũ Văn Tiên đưa tay vừa dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, nhưng mà vượt qua hắn dự liệu là, hắn trường kiếm trực tiếp đứt đoạn mà ra. Còn sót lại kiếm khí xẹt qua hắn gương mặt, một tia máu tươi bắn ra, Vũ Văn Tiên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Rầm rầm rầm, cũng liền tại lúc này, từng đạo kinh khủng nổ vang từ đằng xa hư không truyền đến, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Sau đó hồi tưởng lên Vũ Văn Tiên lúc trước chạy ra vô trần cung tràng cảnh, hắn nháy mắt hiểu cái gì, nguyên lai như thế, cái này tinh thần thiên mạc. Nắm giữ tùy ý truyền tống cùng chuyển di năng lực. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, không có tiếp tục xuất thủ, hắn con người bỗng nhiên chuyển hướng phía dưới mới chiến đấu, lại là kiếm tử, thi hoàng, Long Phi Vũ cùng Long Ngữ Yên bốn người, đã cùng bốn cái thập đại thiên tài nhân vật đánh nhau. Ngoại trừ Vũ Văn Hầu bên ngoài, Tiêu Phàm chỉ nhớ kỹ mặt khác ba người danh tự, theo thứ tự là Nguyệt Ngưng Tiên Tử, Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh. Tám người cũng đã toàn bộ tụ tập ở quái thụ phía dưới, bất quá cũng đã thối lui đến cự ly quái thụ 20 trượng cự ly, bọn họ không cách nào làm được Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên như vậy, tại cự ly quái thụ 10 trượng cự ly khai chiến. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cổ thụ đỉnh đông đảo trong suốt thấu triệt ngọc lệnh phía trên. Đại thụ đỉnh, thúy non cành lá chập chờn dị dạng quang mang, giống như vô số lợi kiếm sen lẫn thành kiếm lưới đồng dạng, phía trên còn có một chút cành huyền không. Giống như từng chuôi thần kiếm lơ lửng, lộ ra vô tận phong mang. Tiêu Phàm đánh giá chốc lát, nhìn thấy Vũ Văn Tiên không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, hắn hít sâu một cái, chân đạp huyền không thần văn, hướng về quái thụ tới gần. Quái thụ dường như là biết Tiêu Phàm cường đại, cố ý chiếu cố hắn,
đối phó hắn cảnh số lượng xa so với cái khác tu sĩ muốn bao nhiêu rất nhiều. Còn có 12 mai, vừa mới Long Phi Vũ nghĩ tới là chiếm được 2 mai tư cách lệnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, nếu như hắn một người có thể đủ nhiều được mấy cái tư cách lệnh, cái kia U Vân Phủ chẳng phải là có hy vọng lấy được đệ nhất danh. Mà lấy được đệ nhất danh, U Vân Phủ cũng tất nhiên sẽ bị Thiên Võ Thần Sơn coi trọng, có lẽ cũng liền sẽ không trơ mắt nhìn xem chung quanh thế lực hủy diệt U Vân Phủ. Nhìn lướt qua, còn lại 12 mai ngọc lệnh, toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm trong đầu. Cái này cổ thụ mặc dù gần như cô quạnh, nhưng cho dù thực lực không còn đỉnh phong, cũng chỉ ít nắm giữ cổ thần cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn tính được đồng giai bên trong thiên tài. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn đối cổ thần cảnh lực lượng làm một cái tổng kết. Hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy đi qua, cho dù có thể lấy được một mai tư cách lệnh, đoán chừng cũng sẽ bị cổ thụ trọng điểm đả kích, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn. Hắn nếu thụ thương, Vũ Văn Tiên khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội, dành cho hắn đả kích chí mạng. Đến lúc đó, cho dù hắn chiếm được tư cách lệnh, có lẽ cũng sẽ rơi vào Vũ Văn Tiên trong tay. Dạng này rằng có không phải biện pháp, trước thử một cái. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dưới chân vừa nhảy, cực tốc tới gần cổ thụ đỉnh, tới gần quá trình bên trong, Tiêu Phàm lại đánh ra từng đạo thủ ấn. Trong hư không đầy trời thần văn bay múa, đem Tiêu Phàm vây quanh tại trung ương. Nơi xa Vũ Văn Tiên nhìn thấy, trên mặt hiện lên một nụ cười, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần cổ thụ thời khắc, Vũ Văn Tiên đột nhiên quỷ dị biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại cổ thụ thân cây phía trên. Tại hắn quanh thân lưu chuyển lên dị dạng quang mang, giống như ngàn vạn tinh thần chập chờn, còn quấn cổ thụ. Một cỗ huyền diệu ba động từ cổ thụ phía trên thẩm thấu mà ra. Làm xong tất cả những thứ này, Vũ Văn Tiên khóe miệng lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Hô hô, cổ thụ tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng, bắt đầu phát cuồng, tất cả cành toàn bộ đều rung rung, ngưng tụ thành kiếm khí, thẳng hướng Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên cười lạnh một tiếng, ở sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh thần tấm màn đen, hắn một cước bước ra đi vào. Lóa mắt liền không thấy bóng dáng. Cành cổ thụ vồ hụt, liền bắt đầu khóa chặt tới gần hắn những nhân loại khác tu sĩ. Đi mau, Long Phi Vũ bọn họ nhìn thấy, hét lớn một tiếng, liền cực tốc hướng về ngoại giới chạy trốn. Bọn họ không biết Vũ Văn Tiên làm cái gì, nhưng là trước đó, Vũ Văn Tiên đồng dạng đối cổ thụ làm qua đồng dạng động tác, sau đó cổ thụ liền triệt để điên cuồng. Mà hiện tại, Vũ Văn Tiên rốt cuộc lại đến một lần. Hơn nữa có vẻ như nhường cổ thụ càng thêm điên cuồng, đây là nghĩ đưa tất cả mọi người vào chỗ chết a. Vũ Văn Tiên cực kỳ âm hiểm, hắn không chỉ muốn hại chúng ta, thậm chí ngay cả hắn đồng minh đều hại. Đúng vậy a, trước đó hắn làm như thế, hại chết không ít người, hiện tại lại tới, chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả mọi người đều lưu ở nơi này sao? Thua thiệt thiếu chủ còn nguyện ý duy trì hắn, hắn thậm chí ngay cả chúng ta đều muốn hại chết. Đoàn người lòng đầy căm phẫn, trong lòng tụ tập lấy vô tận lửa giận, không muốn sống đồng dạng hướng ngoại giới bỏ chạy. Nhất là những cái kia đứng ở Vũ Văn Tiên một phương các đại thế lực tu sĩ, bọn họ càng là phẫn nộ vô cùng, trước đó Vũ Văn Tiên chuẩn bị vứt bỏ bọn họ mà đi cũng liền bình thường. Hiện tại, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên vì giết Tiêu Phàm, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người cho Tiêu Phàm chôn cùng. Nếu như bọn họ trước đó không phải được chứng kiến cổ thụ phát cuồng đáng sợ, vậy bọn hắn đoán chừng liền chạy trốn đều không biết. Bây giờ cổ thụ càng thêm điên cuồng, chỉ là cô kia hàn ý liền để bọn họ sợ hãi, nếu như muộn chạy một khắc, đoán chừng qua một lúc làm sao chết đều không biết. Chuyện gì xảy ra, cổ thụ đỉnh, Tiêu Phàm vừa lúc bắt lấy một mai tư cách lệnh chuẩn bị rút lui, đột nhiên cảm thụ một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức từ phía dưới cuốn tới. Một thoáng thời gian, cổ thụ đột nhiên mãnh liệt rung rung. Đỉnh cây kiếm võng càng là gào thét tứ phương, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm chuẩn bị thối lui thời khắc, lại là nhìn thấy vô số cảnh hóa thành lợi kiếm gào thét mà đến, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, căn bản không thể trốn đi đâu được. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy nơi xa Vũ Văn Tiên từ hư không xông ra, đôi mắt đẹp nhìn hướng hắn vị trí, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tất nhiên không chiếm được tư cách lệnh, vậy thì chết đi. Chết hết đi, có thể tiến về Thiên Võ Thần Sơn,
chỉ cần có ta liền đi. Vũ Văn Tiên trong miệng nhẹ giọng nói. Hắn thanh âm rất nhỏ, bị vô số cảnh tiếng hét lớn hoàn toàn che mất xuống dưới, bất quá Tiêu Phàm lại là có thể đọc hiểu môi ngữ, sắc mặt tức khắc biến vô cùng lạnh lùng lên. Hắn không biết Vũ Văn Tiên đối bọn họ làm cái gì, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, Vũ Văn Tiên là muốn đem tất cả mọi người đều lưu ở nơi này. Lấy cái này cổ thụ thực lực, thật đúng là có khả năng làm đến một bước này. Trên thực tế, cổ thụ cũng là chuẩn bị đem tất cả mọi người đều lưu lại, chỉ thấy cái kia đầy trời cảnh chút xuống, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, oánh oánh lập lòe, trói lọi đến cực điểm. Đáng tiếc, loại này đẹp lại cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Không đến một cái hô hấp thời gian, chỉ thấy cái kia vô tận cảnh đột nhiên từ không trung bay vụt mà xuống, toàn bộ đều cắm vào lòng đất chỗ sâu, chu vi trăm trượng bên trong, hoàn toàn bị cảnh vây khốn, giống như một cái tổ chim một dạng. Đồng thời, tổ chim bên trong cảnh xuyên loạn, không ít tu sĩ nháy mắt đẫm máu, quỷ dị là, cảnh vậy mà ở rút ra chết đi tu sĩ tinh khí thần, thậm chí Tiêu Phàm còn cảm nhận được, liền thần cách bên trong lực lượng đều bị rút ra không còn một mảnh. Dù là Tiêu Phàm không sợ trời không sợ đất, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Thiếu chủ, cứu ta ra ngoài, Vũ Văn Tiên, người đáng chết, tiếng mắng chửi, kêu thảm âm thanh, tuyệt vọng tiếng gào thét, bên tai không dứt, cổ thụ 100 trượng chu vi bên trong, dường như trở thành một mảnh tu la tràng. Không ít tu sĩ điên cuồng công kích cành cổ thụ, có thể cái kia cành đều có thể so với cao giai thần binh. Người bình thường căn bản không có khả năng đem cành chặt đứt. Hơn nữa, coi như có thể phá vỡ những cái này cành, cũng đồng dạng còn có cái khác vô số cành bổ đi lên, cứ tiếp như thế đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ bị lưu ở nơi này. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một cỗ nguy hiểm cảm giác quanh quẩn trong lòng, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy, bên trong cành giống như vô số thần kiếm, hướng về hắn điên cuồng đâm mà đến. Chạy, đây là Tiêu Phàm cái thứ nhất ý nghĩ. Hắn vị trí địa phương, cũng bị một chút cành kết thành một cái hình tròn lưới lớn, nếu là đổi lại người khác, lại là chạy không thoát. Nhưng là Tiêu Phàm, lại có rất lớn nắm chắc chạy thoát, bất quá, hắn lại không có trốn, mà là lấy ra tu la kiếm, kéo kiếm hoa. Ngay sau đó, chung quanh hắn vô số cành đột nhiên đứt gãy mà ra, đồng thời, Tiêu Phàm hai tay dắt lấy tu la kiếm, hung hăng cắm vào cổ thụ đỉnh thân cây bên trong. Thình thịch, lúc này, cái kia từng đầu nhánh cây nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm máu tươi, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá Tiêu Phàm lại không có quan tâm, ngược lại trong mắt lộ ra ngoan tuyệt, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem phía dưới cổ thụ. Rầm rầm, rầm rầm, một trận uống nước thanh âm vang lên, quỷ dị là, thanh âm này lại là tu la kiếm phát đi ra, giờ phút này tu la kiếm cả người màu đỏ tươi, phát ra nồng đậm huyết quang. Dừng tay cho ta, Tiêu Phàm quát to một tiếng. Vận chuyển một tia linh hồn chi lực, thanh âm như sấm, chấn cổ thụ đều run lên một cái. Nếu để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ coi là Tiêu Phàm nổi điên, hiện tại hắn liền một người, nói chuyện lại cho người nào nghe đây. Chẳng lẽ là cùng quái thụ nói chuyện, Tiêu Phàm xác thực là ở cùng quái thụ nói chuyện, nhìn thấy nó không có để ý tới bản thân, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói, có thể đi đến cổ thần cảnh cấp độ, nghĩ đến ngươi đã có linh trí a. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là minh bạch, vừa mới hấp thu máu của ngươi tức giận, chấn thương ngươi thần cách cũng không phải chúng ta những người này, mà là bên ngoài cái kia âm hiểm hạng người. Hô hô, trả lời Tiêu Phàm là trận trận tiếng hét lớn, đầy trời cành lá chập chờn, hà quang vạn đạo, giống như vạn kiếm tể phát, hung mãnh đến cực điểm. Mấy đầu nhánh cây giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về Tiêu Phàm chém tới, Tiêu Phàm không dám khinh địch, đầu ngón tay thần lực khuấy động. Ở hư không nhanh chóng cua múa. Sau một lát, hư không đột nhiên xuất hiện vô số thần văn, thân làm nở rộ lấy quang mang, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Thình thịch, cành kịch liệt va chạm tại quang cháo phía trên, lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng bắn ra. Ngươi không giết chết được ta, trừ phi ngươi đem tất cả lực lượng đều dùng để đối phó ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, có thể kể từ đó, những người kia sẽ chạy. Ngươi cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, nhân loại, hèn hạ. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu truyền đến một đạo băng lãnh mà già nua thanh âm, giống như nhân loại lão giả đồng dạng, Tiêu Phàm biết rõ, đây là khỏa này cổ thụ đang nói chuyện. Tiêu Phàm nghe vậy, chẳng những không có tức giận,
ngược lại nở nụ cười, đã ngươi sẽ ý niệm truyền âm, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như ta có biện pháp chữa cho tốt ngươi mệnh cách, ngươi thả những người này, như thế nào? Cứu ta, ngươi như thế nào cứu ta? Ta nếu thả bọn họ, đoán chừng ngươi trước tiên liền sẽ đào tẩu ha. Già nua thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, trong này thế nhưng là có không ít người địch nhân, ta thay ngươi giết bọn họ chẳng phải là càng tốt. Nhưng trong này cũng có bằng hữu của ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, dừng một chút, lại nói, hơn nữa, những người này nếu là toàn bộ chết rồi, bọn họ chết, khẳng định sẽ quái đến ta trên người. Cũng không phải Tiêu Phàm thiện tâm đại phát, những cái kia đứng ở Vũ Văn Tiên một phương tu sĩ, Tiêu Phàm còn thật không có cứu bọn họ dự định. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, nếu như những người này chết rồi, Vũ Văn Tiên khẳng định sẽ đem bộ ỉa hướng trên đầu hắn chụp. Dù sao Vũ Văn Tiên mình giết không ít thiên đô phủ tu sĩ, đều chuẩn bị bị những cái này thiên đô phủ tu sĩ chết, trách tội đến trên người hắn. Nếu là những người này tất cả đều chết hết, cái kia Tiêu Phàm có thể liền tương đương với đắc tội thiên vũ vực tất cả nhị lưu thế lực, đến lúc đó, toàn bộ thiên vũ vực đều sẽ không có hắn Tiêu Phàm nơi sống yên ổn. Đệ nhất thành tất cả mọi người cũng khó thoát một chết không được nói, thậm chí hắn Tiêu Phàm cũng sẽ ở vô tận trong đuổi giết vượt qua. Đó là ngươi sự tình, cổ thụ hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể buông tha bọn họ, ta liền có thể để ngươi việc nặng một đời đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cổ thụ nghe vậy, cả người kịch liệt run rẩy, vô số cành lá chập chờn, hiển nhiên là kích động chỗ đến. Nó thể nội sinh cơ vốn liền còn thừa không có mấy, vừa mới lại bị Vũ Văn Tiên hai lần rút ra. Đây cũng là nhường hắn như thế phẫn nộ nguyên nhân một trong. Giết chết những người này, nó liền có thể thôn vệ những người này tất cả huyết khí cùng tinh khí thần, khôi phục một tia lực lượng cùng sinh cơ. Nhưng là, cái này cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, bởi vì nó sở dĩ sắp diệt vong, cũng không phải sinh cơ khô kiệt, mà là nó thần cách bị hao tổn, đã đến tiếp cận phá toái biên giới. Thần cách bị hao tổn, cái này tương đương với nhân tộc tu sĩ thiên nhân ngũ suy. Cơ bản không có nghịch chuyển hy vọng. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đột phá đến cao hơn cảnh giới, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là cái này sinh cơ quá xa vời. Bây giờ trước mắt cái này nhân loại dĩ nhiên nói cho bản thân, hắn có thể làm cho bản thân sống thêm một đời, cái này khiến nó như thế nào không chấn kinh đây. Ngươi một cái nho nhỏ thiên thần cảnh tu sĩ, cũng dám nói bừa để cho ta sống thêm một đời. Kích động về kích động. Cổ thụ thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt tinh quái, tự nhiên không có khả năng tin tưởng một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Cho dù thần vương cường giả, cũng không chắc dám nói bản thân có thể sống hai đời, lại càng không cần phải nói nhường kẻ khác sống lâu một đời. Ngươi trước dừng tay, ta sẽ giống ngươi chứng minh. Tiêu Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, tựa như làm xong một cái gian nan chuẩn bị một dạng. Có thể, cổ thụ lạnh lùng trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia đầy trời cảnh bỗng nhiên đình chỉ công kích, bị cảnh công sát tu sĩ, toàn bộ đều lộ ra một bộ sau chết lại sống bộ dáng. Quái thụ đình chỉ công kích, có người kinh hỉ kêu to, kinh ngạc nhìn xem không trung, chỉ thấy cái kia đầy trời cảnh huyền không, lộ ra lăng lệ phong mang, tùy thời đều có thể rơi xuống. Rất nhiều người hốc mắt bắt đầu biến ướt át, cổ thụ chu vi trăm trượng phạm vi bên trong, nằm vô số cỗ khô héo thi cốt, nơi nào có huynh đệ bọn họ cùng thân nhân. Hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại 80 cái không đến, tử thương hơn nửa, thật không phải bình thường thảm liệt. Phải biết, những người này thế nhưng là thiên vũ vực chân chính trụ cột, tương lai có thể chi phối thiên vũ vực nhân vật, có thể hiện tại, nhưng đã chết nhiều người như vậy, đôi này thiên vũ vực đều là trọng đại đả kích. Nhanh, nhanh rời đi nơi này, lại có người hét lớn, có mấy người dẫn đầu hướng ngoại giới bỏ chạy. Bang bang! Mới vừa một bước đi ra, không trung phía trên cành liền giống như thần kiếm đồng dạng bay vụt mà xuống, rơi vào những cái kia chuẩn bị chạy trốn tu sĩ trước người, cái này nhưng đem bọn họ dọa cho phát sợ. Thử mấy lần, bọn họ rốt cục phát hiện, một khi chạy trốn, cái kia cành liền sẽ không chút do dự phát động lôi đỉnh công kích. Mà chỉ cần bọn họ an tâm đứng ở nguyên địa bất động, cành liền sẽ không công kích bọn họ, cái này mặc dù quỷ dị. Nhưng là ở đây mỗi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bao quát Long Phi Vũ bọn họ. Hiện tại ngươi có thể hướng ta chứng minh,
Cổ thụ lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm não hải, chỉ cần Tiêu Phàm đáp án để nó không hài lòng, nó nhất định sẽ không bỏ qua bị nó vây khốn tu sĩ. Tiêu Phàm rút về Tu La kiếm, hít sâu một cái nói, người hẳn là Chu Hồn Thần Liễu a. Cái này cùng ta là cái gì lại có quan hệ như thế nào? Cổ thụ thần sắc lạnh như băng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng cổ thụ tự thân lại cực kỳ không bình tĩnh. Nó thân làm Chu Hồn Thần Liễu sự tình, cũng đã vài vạn năm không ai biết, đại bộ phận người đều tưởng rằng hắn chỉ là một gốc phổ thông quái thụ. Tiêu Phàm có thể nhận ra nó thân phận, điểm này cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm nhãn lực phi phàm, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp cứu bản thân? Quan hệ cũng lớn, Tiêu Phàm xác nhận cổ thụ thân phận sau đó, ngữ khí cũng biến tùy ý, trước đó hắn vẫn còn có chút hoài nghi, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng đồng dạng chấn kinh vô cùng, Chu Hồn Thần Liễu a, đây chính là cực kỳ cổ lão tồn tại, dĩ nhiên vẫn như cũ tồn tại ở trên đời. Bình phục một cái suy nghĩ, Tiêu Phàm lại nói, Chu Hồn Thần Liễu, nắm giữ một loại thần thông gọi là Chu Hồn, chuyên môn khắc chế thần tu, có thể hiện tại, nhưng ngươi mất đi cái này năng lực, chỉ có thể dùng vật lý công kích. Nếu như ta đoán không sai, ngươi linh hồn hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là không cách nào phân tâm, hoặc là bị một cái nào đó loại lực lượng trấn áp, cho nên ngươi mới không cách nào phát huy chân chính lực lượng. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi. Cổ thụ đã có chút động dung, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ có chút không phục nói. Nếu để cho ngươi linh hồn quy vị, ta liền có thể làm cho ngươi việc nặng một đời đây. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sống thêm một đời, Chu Hồn Thần Liễu lại như thế nào không nghĩ sống thêm một đời, nhưng hắn bây giờ cũng đã thần cách phá toái, gần như thiên nhân ngũ suy, lại làm sao có thể sống thêm một đời. Nhân loại tu sĩ có lẽ còn có thể tìm kiếm nghịch thiên linh đan diệu dược, bổ sung sinh cơ huyết khí, cô đọng thần cách, lại nhiều sống một chút tuế nguyệt. Nhưng nó thế nhưng là một gốc liễu thụ, trừ phi có thể tìm tới một chút nghịch thiên tức nhưỡng, hấp thu tức nhưỡng bên trong tinh hoa, có lẽ còn có cơ hội sống lâu một chút năm tháng. Thế nhưng là, nó hiện tại liền động đều không thể động, lại càng không cần phải nói nghĩ rời đi nơi này. Hơn nữa, nó trên người vấn đề, chủ yếu nhất không phải sinh cơ sói mòn, mà là thần cách phá toái, tương đương với mệnh cách bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải nó lấy đại thần thông nhường thần cách ngưng tụ không tan, có lẽ nó đã sớm ngã xuống. Ngươi có thể cứu ta linh hồn. Thật lâu, Chu Hồn Thần Liễu nội tâm đi qua một phen giãy giụa sau đó, rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Thế nhân ai cũng biết sợ chết, Chu Hồn Thần Liễu cũng không ngoại lệ, nếu như có thể sống sót, hắn tự nhiên muốn đi thử nghiệm một phen. Ta biết rõ ngươi không tin ta, nhưng ta hiện tại có thể giúp ngươi chữa trị một cái thần cách. Tiêu Phàm lại không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Chữa trị thần cách, cái này thực sự là nhân lực gây nên sao? Cho dù thần vương cường giả cũng chưa hẳn có thể làm được a. Tại Chu Hồn Thần Liễu nhìn đến, coi như thật có thể chữa trị thần cách, đó cũng là hành vi nghịch thiên a, trước mắt cái này thiên thần cảnh có thể làm được. Chu Hồn Thần Liễu tự nhiên là không tin, nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái. Nếu để cho hiểu rõ Tiêu Phàm người nhìn thấy hắn giờ phút này động tác, đoán chừng sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tiêu Phàm bình thường đều là mở ra mắt phải, nhắm lại mắt trái, bây giờ lại hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy Tiêu Phàm mắt trái chậm rãi biến thành bạch sắc, không có ánh mắt, lại tựa như toàn bộ con người đều là ánh mắt, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên, Tiêu Phàm trái trong mắt bắn ra một đạo năng lượng màu trắng, nháy mắt chui vào dưới chân thân cây bên trong, thời không tựa như ở thời khắc này dừng lại một dạng. Mà lúc này, Chu Hồn Thần Liễu chung quanh, bị vây nhốt đám người, đột nhiên cảm nhận được cổ thụ run rẩy kịch liệt, bọn họ còn coi là cổ thụ chuẩn bị nổi điên, không ít người kinh khủng đến cực điểm, bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cái kia đầy trời cành lại bất phi sở động, vẫn như cũ treo ở không trung, cũng không có đối bọn họ xuất thủ. Ngoại giới, Vũ Văn Tiên nhìn thấy một màn này, cau mày, hiển nhiên một màn này cũng vượt quá hắn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nó đã chết? Không nên a, ta còn cho nó giữ lại một đường sinh cơ, nó không nên phát cuồng, giết những người đó, rút ra huyết khí cùng mệnh cách chi khí sao? Vũ Văn Tiên trong lòng 10 phần buồn bực, con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm phía trước.
hắn nguyên bản là muốn mượn nhờ Chu Hồn Thần Liễu năng lực, đem nơi này tất cả mọi người đều cho gạt bỏ, sau đó lại đem những người này chết giá họa tại Tiêu Phàm trên người. Đến lúc đó các đại thế lực thiên tài toàn quân bị diệt, tất cả mọi người lửa giận khẳng định sẽ chuyển hướng Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả U Vân Phủ cũng phải gặp nạn. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên tâm tư không phải bình thường kín đáo, đồng thời cũng độc ác, liền hắn thân đệ đệ Vũ Văn Hầu đều bị tính toán ở trong đó. Nhưng mà hiện tại, nếu như những người này bất tử, hắn Vũ Văn Tiên tất sẽ thành bị cửu thị đối tượng. Những người kia có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn là Thiên Đô Phủ thiếu chủ, hoặc là kiêng kỵ hắn thực lực mà không dám đem hắn thế nào, nhưng là, về sau hắn muốn hiệu triệu những người khác, vậy cũng là không thể nào. Đại ca, Vũ Văn Hầu kêu to, hắn điên cuồng công kích những cái kia cành, có thể hắn lực lượng, dĩ nhiên chém không ngừng. Những người khác cũng đồng dạng như thế, toàn bộ bị vây ở tổ chim bên trong, cho dù Long Phi Vũ đám người, cũng đoạn không ra cứng rắn cành. Vũ Văn Tiên nhìn Vũ Văn Hầu một cái, nhẹ gật đầu, đưa tay chính là một kiếm chém về phía Chu Hồn Thần Liễu thụ nhánh, có thể nhánh cây cường độ vượt quá hắn dự liệu. Vũ Văn Tiên, người đừng phí tâm cơ, những cái này cảnh thế nhưng là tương đương với cao giai thần binh, người độc kế mặc dù không tệ, nhưng là đồng dạng sẽ hại chết huynh đệ ngươi. Kiếm tử có chút tức giận nói, trong mắt chán phóng sát ý lạnh như băng. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ cùng Vũ Văn Tiên đối chiến một phen, lặp lại nhiều lần bị Vũ Văn Tiên tính toán, hắn trong lòng có thể kìm nén một cỗ lửa giận. Long Phi Vũ, thì hoàng tử mấy người cũng toàn bộ đều như thế, bọn họ sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện Vũ Văn Hầu, Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh bọn họ. Nếu như không phải sợ những cây đó nhánh động thủ, bọn họ đã sớm xông đi lên hủy diệt những cái này thế lực. Dù sao, những người này nếu là chết rồi, đến lúc đó nhánh cây muốn giết bọn họ chết chỉ có thể càng nhanh, kể từ đó, khả năng liền nhường Vũ Văn Tiên âm mưu được như ý. Ai nói ta sẽ hại chết huynh đệ của ta? Vũ Văn Tiên khẽ cười một tiếng, cho Vũ Văn Tiên một cái hiểu ý ánh mắt. Thoại âm rơi xuống, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy Vũ Văn Hầu đột nhiên phất tay đánh ra từng đạo thủ quyết, sau đó ở hư không giăng đầy vô số thần văn. Thần văn lưu động, nháy mắt rạch ra Vũ Văn Hầu thập đại thế lực cùng những người khác ở giữa giới tuyến. Gần như đồng thời, tại Vũ Văn Hầu phía sau bọn họ, đột nhiên xuất hiện một khối to lớn hắc sắc quang mạc, màn sáng bên trong chớp động lên vô số tinh thần. Quý Xuyên, Liễu Cuồng Sinh, tiến nhanh đi. Vũ Văn Hầu một tiếng kêu to, dẫn đầu xông vào cái kia màu đen màn sáng bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh đám người trên mặt vui vẻ, cũng không chút do dự đi theo, đám người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tinh thần thiên mạc, Long Phi Vũ lông mày hơi nhíu, tóc bạc loạn vũ, cái này hắc sắc thiên mạc hắn quá quen thuộc, lần trước hắn và kiếm tử liền là dạng này chạy ra Vô Trần Cung. Mà hiện tại, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên vẫn như cũ thi triển ra dạng này thủ đoạn, cái này rõ ràng là muốn cứu đi Vũ Văn Hầu bọn họ, sau đó nhường bọn họ chết ở nơi này a. Hắn mặc dù không ngăn cản được Vũ Văn Hầu đám người rời đi, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng có thể mượn nhờ tinh thần kia thiên mộ ra ngoài a. Nghĩ tới cái này, Vũ Văn Tiên không chút do dự một kiếm chém tới, một đạo sáng chói ngân sắc kiếm mang nộ khiếu mà ra. Một tiếng nổ vang, cái kia đầy trời hồn văn dĩ nhiên chặn lại hắn một kiếm, hư không nổi lên một chút gợn sóng, ngân sắc kiếm mang hóa thành vô số kiếm khí ở hư không xuyên loạn. Ha ha, Long Phi Vũ, vô dụng, các ngươi liền hảo hảo nhấm nháp tuyệt vọng tư vị a. Vũ Văn Hầu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hắn thông qua tinh thần thiên mạc, lại là cũng đã truyền đến bên ngoài. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà ra, không sai biệt lắm có 4 tầm 10 người, toàn bộ đều là Vũ Văn Tiên một phương người. Long Phi Vũ bọn họ còn như thế nào không minh bạch Vũ Văn Tiên tính toán, hắn đoán chừng chọc giận Chu Hồn Thần Liễu, nhưng Chu Hồn Thần Liễu đối phó bọn hắn, sau đó cùng Vũ Văn Hầu phối hợp, đem bọn họ người toàn bộ đều cứu ra đến. Mà Long Phi Vũ bọn họ bát đại thế lực cùng Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương tứ đại thế lực có thể liền sẽ gặp Chu Hồn Thần Liễu tuyệt sát công kích, kể từ đó, tất cả tư cách lệnh đều sẽ rơi vào bọn họ một phương trong tay. Mấy vị, trước đó không cùng các ngươi chào hỏi, xin lỗi. Vũ Văn Tiên nhìn về phía Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh đám người nói, trên mặt cũng hiện lên sán lạn tiếu dung,
hắn đang vì bản thân tính toán đạt được mà hơi hơi kích động. Quý Xuyên cùng Liễu Cuồng Sinh đám người mặc dù hiện tại cũng một trận lòng còn sợ hãi, nhưng là cũng không có nổi giận. Thiên thần bảng tranh đoạt tái tử thương là ở khó tránh khỏi, bọn họ mấy đại thế lực chết một nửa người, nhưng là, bình quân xuống tới, mỗi đại thế lực đều chỉ ít có thể lấy được hai khối tư cách lệnh, dạng này hy sinh cũng đáng. Phú Văn Huynh nói quá lời, một chút thương vong mà thôi, nếu như liền điểm này giác ngộ đều không có, vậy cũng không tất yếu tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Quý Xuyên lắc lắc đầu cười nói, những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu. Phú Văn Tiên hài lòng cười một tiếng, nhìn xem bị nhốt Long Phi Vũ, nhếch miệng cười nói, Long Phi Vũ, ngươi là ta duy nhất muốn một trận chiến người, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Long Phi Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, tóc bạc ở hư không phiêu đãng, thân sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn con ngươi lại là nhìn về phía Chu Hồn Thần Liễu Đỉnh, nơi đó chính là Tiêu Phàm vị trí. Hiện tại ngươi còn không có thắng đây. Sau một lát, Long Phi Vũ đột nhiên nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Ha ha, Long Phi Vũ, chẳng lẽ ngươi còn gửi hy vọng ở Tiêu Phàm sao? Đơn giản liền là cười nhạo, Vũ Văn Tiên còn chưa mở miệng, Vũ Văn Hầu liền làm càn trào phúng lên. Tiêu Phàm một mình một người, bị cái này quái thụ trọng điểm chiếu cố. Hắn lại làm sao có thể sống sót? Bọn họ nhiều người như vậy đều không có khả năng chém đứt tương đương với cao giai thần binh cảnh, Tiêu Phàm một người chẳng lẽ có thể làm được hay sao? Ngươi cũng đừng quên, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể chém đứt những cái này cảnh. Kiếm tử hợp thời chen lời nói, hắn thế nhưng là số ít mấy người, tận mắt nhìn thấy có thể chém đứt cái này quái thụ nhánh cây. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Hầu sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm trước đó có vẻ như đem cành chặt đứt sự tình. Có lẽ, Tiêu Phàm thật đúng là có thể còn sống sót cũng không nhất định. Hơn nữa, cái này quái thụ đột nhiên không có động tác, có phải là hay không cùng Tiêu Phàm có quan hệ đây? Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc không nói, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về cổ thụ đỉnh nhìn lại, dù là bọn họ nhìn không thấy bên trong mảy may, nhưng không trở ngại bọn họ trong lòng chờ mong. Các ngươi nhìn, nhánh cây lại động, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, đề phòng nhìn xem cái kia đầy trời như kiếm cảnh. Những người khác cũng toàn bộ đều biến ngưng trọng lên, chỉ thấy cái kia đầy trời cảnh đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt lên, tựa như muốn hướng bọn họ đánh tới một dạng. Ha ha, các ngươi đều có thể đi chết, nhìn đến Tiêu Phàm cũng không phải các ngươi chúa cứu thế, hắn cứu không được các ngươi. Vũ Văn Hầu càn rỡ cười ha ha. Long Phi Vũ đám người sắc mặt hơi trầm xuống, nói không sợ chết, đó là không có khả năng, bất quá bọn họ hay là cực kỳ tỉnh táo, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm những cái kia cành. Lúc này, Chu Hồn Thần Liễu Đỉnh, Tiêu Phàm con người đột nhiên khôi phục bình thường, đồng thời mở ra mắt phải, cả người gần như hư thoát, co quắp mềm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tự ý nào đó tới nói, đồng thuật cũng là thần thông thủ đoạn, ở trong này là nhận áp chế. Tiêu Phàm cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ là phát huy ra đồng thuật 1/10 không đến uy lực mà thôi. Nhưng là liền là hắn mắt trái đồng thuật 1/10 uy lực, lại là nhường gần như thoát lực, thật sự là cái này vô thần đảo cấm chế quá kinh khủng. Bất quá, lại nói trở về, Tiêu Phàm có thể đánh vỡ cấm chế, thi triển mắt trái đồng thuật, cũng đã 10 phần khó được. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đi, Tiêu Phàm suy yếu mở miệng, áo bào bị ướt đẫm mồ hôi. Tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế chiến đấu một dạng. Ngươi trái mắt, Chu Hồn Thần Liễu kinh hãi thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm tâm trí, tựa như gặp được cái gì kinh thiên động địa sự tình một dạng. Chu Hồn Thần Liễu thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt thụ tinh, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, có thể hiện tại, nó suy nghĩ hoàn toàn không thể bình tĩnh. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì nó mệnh cách, dĩ nhiên bị chữa trị 1/3. Mặc dù chỉ là 1/3, nhưng lại nhường hắn thấy được sống sót hy vọng. Trước mắt cái này cổ thần cảnh tu sĩ, là thật có khả năng chữa trị thần cách. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được, Chu Hồn Thần Liễu là tuyệt không có khả năng tin tưởng, thậm chí sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại vấn đề này lại phát sinh ở chính hắn trên người, cái này khiến hắn hoàn toàn không lực phản bác. Không chờ nó nói xong, Tiêu Phàm liền cắt đứt hắn lời nói. Việc này còn hy vọng tiền bối vì ta giữ bí mật. Cho tới nay, Tiêu Phàm ở trong chiến đấu đều chỉ là thi triển mắt phải sát phạt chi lực, nhưng chưa bao giờ thi triển qua mắt trái đồng thuật,
năm đó cho dù Lãnh Đồng cũng coi là Tiêu Phàm chỉ tu luyện ngoại trừ một cái tử vong chi nhãn. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm cũng không phải chỉ tu luyện ra một cái mắt phải, mà là đồng thời tu luyện ra hai mắt. Chỉ là đang chiến thần cảnh thời điểm, Tiêu Phàm cũng khó có thể phát huy cái này mắt trái đồng thuật uy lực, cho dù hiện tại, Tiêu Phàm khó có thể phát huy ra mắt trái đồng thuật toàn bộ uy lực. Đương nhiên, hắn hiện tại sở dĩ lộ ra cố hết sức có hai cái phương diện nguyên nhân, thứ nhất là nhận vô thần đảo cấm chế, hai tới là hắn tu vi quá yếu. Nếu như đột phá cổ thần cảnh, Tiêu Phàm liền có thể không kiêng nể gì cả thi triển một cái này con mắt. Có thể tu thành con mắt này, là ngươi nghịch thiên tạo hóa. Chu hồn thần liễu trong lòng vẫn như cũ khó nén vẻ rung động. Mỗi người đều có bản thân cơ duyên, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thần sắc đạm mạc nói, hiện tại tiền bối có thể thả bọn họ a. Chu hồn thần liễu nhất trận trầm mặc, cũng không có lập tức đáp ứng Tiêu Phàm ý tứ, lại nói ta thần cách không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sinh cơ sói mòn, nhất định phải bọn họ sinh mệnh lực đến bổ sung. Tiêu Phàm cũng biết rõ, Chu hồn thần liễu đây là cự tuyệt bản thân điều kiện, hắn biết rõ, nếu như không cho Chu hồn thần liễu hạ điểm mãnh dược, những người kia đoán chừng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần tiền bối tha bọn họ, trong vòng 10 năm, vãn bối sẽ nghĩ hết biện pháp nhường tiền bối khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước, như thế nào? Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngươi nói thật, Chu hồn thần liễu kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, một chân bước vào thần vương cấp độ A, Tiêu Phàm nói có thể làm cho nó càng tiến một bước, chẳng phải là đột phá thần vương cảnh giới. Một khi đột phá thần vương, thọ nguyên thế nhưng là gia tăng vô số, nó cũng không cần kinh lịch thiên nhân ngũ suy. Cái này có thể so sánh Tiêu Phàm trước đó cho hắn hy vọng sống sót dụ hoặc còn muốn lớn hơn, đi đến nó như vậy cảnh giới, sống vô số tuế nguyệt, nó cũng đã không sợ chết. So với sống sót, nó càng muốn là đột phá thần vương cảnh, trở thành vạn cây chi vương. Ta ngay cả tiền bối mệnh cách đều có thể chữa trị, chẳng lẽ nhường tiền bối đột phá còn không làm được sao? Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống nói. Nếu như không phải sợ những người này chết sẽ liên lụy đến đệ nhất thành cùng Tu La Điện, Tiêu Phàm mới lười nhắc quản cái này Chu hồn thần liễu đây, hắn nghĩ đi, cái này Chu hồn thần liễu căn bản liền giết không chết hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Vũ Văn Tiên sẽ đem những người này chết giá họa ở trên người hắn, Tiêu Phàm liền chỉ có thể cứng rắn ra đầu cùng Chu hồn thần liễu đàm phán. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chu hồn thần liễu dĩ nhiên ma xui quỷ khiến tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, ta có thể thả bọn họ, nhưng ngươi nhất định phải thề với trời. Có thể, Tiêu Phàm gật gật đầu, không chút do dự chỉ thiên thề, hắn vốn liền là thiên đố chi nhân, tự nhiên không tất yếu tin tưởng cái gọi là lời thề. Ta cần làm thế nào? Chu hồn thần liễu lúc này mới xem như chân chính trên ý nghĩa tin tưởng Tiêu Phàm. Trước tiên đem những cái này tư cách lệnh bài nhường những người kia mang theo rời đi. Ta cần cứu ra ngươi linh hồn, sau đó mang ngươi ly khai cái này tòa vô thần đảo. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Rời đi vô thần đảo. Chu hồn thần liễu kinh ngạc, trong giọng nói dĩ nhiên lộ ra một tia hướng tới, nhưng nhiều hơn lại là hoảng sợ. Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị, Chu hồn thần liễu biết bao cường đại, dĩ nhiên còn có nhường hắn hoảng sợ đồ vật. Chu hồn thần liễu sở dĩ hoảng sợ, hẳn là cùng cái này chư thần vẫn lạc chi địa có quan hệ, ta có thể cảm nhận được. Cái này ngọn núi bên trong một cỗ cường đại oán niệm. Hắn linh hồn hẳn là đang trấn áp cỗ kiệu oán niệm. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Điểm này Tiêu Phàm sớm liền nhìn ra, mặc kệ có thể hay không cứu ra Chu hồn thần liễu linh hồn, hắn cũng sẽ không buông tha vô thần phong bên trên oán linh, những cái kia linh hồn đối với hắn tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Nhất định muốn rời đi sao? Chu hồn thần liễu nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, lại không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, nhất định phải rời đi, nghĩ đến ngươi cũng biết rõ, ta hiện tại chính đang tham gia tranh tài, ở trong này chỉ còn lại 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta không có khả năng để ngươi đột phá. Chu hồn thần liễu nhất trận trầm mặc, hắn tự nhiên cũng biết rõ Tiêu Phàm sẽ rời đi, đây cũng là hắn không tin Tiêu Phàm nguyên nhân. Ngươi yên tâm, ta Tiêu Phàm một miếng nước bọt một ngụm đinh. Tiêu Phàm nhìn thấy Chu hồn thần liễu còn có chút do dự. Tức khắc ngữ khí kiên định nói. Chu hồn thần liễu phía dưới, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm không trung cảnh, mỗi người đều đề phòng đến cực điểm,
tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà, bọn họ chờ đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, những cái kia cành vẻn vẹn chỉ là đang rung động, lại không có công kích bọn họ ý tứ. Cái này quá trình, đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại dày vò, so chân chính chiến đấu còn muốn cho người khó chịu. Ngoại giới, Vũ Văn Tiên bọn họ cũng mặt âm trầm, bọn họ muốn thấy được Long Phi Vũ bọn họ bị đổ sát một màn căn bản không có xuất hiện, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đến cùng có hay không giết, Vũ Văn Hầu hơi không kiên nhẫn quát, cái kia cảnh tựa như trêu chọc bọn họ chơi một dạng. Vũ Văn Hầu đám người là lo lắng, có thể Long Phi Vũ bọn họ lại vô cùng dày vò, rất nhiều người phía sau lưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Siêu siêu, đột nhiên, từng đạo phá không vang lên, cái kia đầy trời cảnh rốt cục lần nữa động, Long Phi Vũ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mà Vũ Văn Hầu đám người lại kém chút làm càn cười ha ha. Rốt cục, cái này quái thụ vẫn là dự định giết bọn họ. Nhưng mà, ngay sau đó làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy trong hư không cái kia vô số cảnh đột nhiên quỷ dị rụt trở về, cũng không có đối Long Phi Vũ bọn họ đám người xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Hầu nhe răng trợn mắt nhìn xem không trung, hắn gãy mất một cánh tay, lại để cho bọn họ một phương bỏ ra 4 tầm 10 người đại giới, lúc này mới tính toán đến Long Phi Vũ bọn họ. Có thể hiện tại, cái này quái thụ dĩ nhiên không có ý định giết bọn hắn, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Không cam tâm nhất phải kể tới Vũ Văn Tiên, nếu như Long Phi Vũ, thì hoàng tử cùng kiếm tử chết, hắn vòng thứ ba cơ bản không cần xuất thủ, cũng có thể ổn cầm đệ nhất danh. Có thể hiện tại, hắn kế hoạch thất bại, cái kia vòng thứ ba đại tái còn là muốn tiếp tục tiến hành. Cũng không phải Vũ Văn Tiên sợ Long Phi Vũ bọn họ, mà là Vũ Văn Tiên không nghĩ bại lộ bản thân quá nhiều át chủ bài, ở trong mắt hắn, chính phủ 13 tông người, đều không có kiến thức hắn toàn bộ thực lực tư cách. Chỉ có thiên võ thần sơn đám thiên tài, mới có dạng này tư cách cùng thực lực. Long Phi Vũ một phương tu sĩ cũng là không hiểu ra sao, cái này quái thụ trước đó không phải đại sát đặc sát a, làm sao bây giờ dĩ nhiên hảo tâm thả bọn họ. Bọn họ trong lòng nghi hoặc rất nhanh thoải mái, làm bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy quái thụ đỉnh, đứng đấy một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên một tay rút kiếm, một cái tay khác lại cầm mười mấy mai ngọc lệnh. Không hề nghi ngờ, còn lại tất cả tư cách lệnh đều ở trong tay hắn. Tiêu Phàm, có người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem hắc bào thanh niên nói. Tiêu Phàm giờ phút này mặc dù có chút suy yếu, nhưng lại tựa như thần minh đồng dạng, cho người ta một loại mười phần vĩ ngạn, cao không thể leo tới cảm giác. Long Phi Vũ một phương người như thế nào không biết, là Tiêu Phàm cứu được bọn họ, cho nên khỏa này quái thụ mới không có đối bọn họ động thủ. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn nơi xa Long Phi Vũ một cái, thân hình lóe lên, ở dưới chân hắn, đột ngột xuất hiện vô số thần văn, nâng hắn thân thể, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Tiêu huynh, kiếm tử đám người toàn bộ đều nghênh đón, trên mặt mang theo vẻ hỏi thăm. Tư cách lệnh ta lấy 3 cái khác các ngươi tự động an bài. Tiêu Phàm bản thân lấy 3 cái tư cách lệnh, còn lại còn có 10 mai, Tiêu Phàm toàn bộ đều ném cho Long Phi Vũ bọn họ. Long Phi Vũ đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật vất vả chiếm được một mai tư cách lệnh, cái này Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên duy nhất một lần đem còn lại tư cách lệnh lấy sạch. Chủ yếu nhất là, hắn chiếm được tư cách lệnh, vậy mà còn không muốn một mình chiếm hữu, mà đem đại bộ phận giao đi ra. Long Phi Vũ một phương cùng sở hữu bát đại thế lực, ngoại trừ U Vân Phủ bên ngoài, hiện tại còn có thất đại thế lực đến phân cái này 10 mai tư cách lệnh. Mỗi một cái thế lực lấy được một mai là dư xài. Chỉ là, nếu như mỗi cái thế lực lấy được một mai tư cách ngọc lệnh mà nói, lại sẽ thêm ra đến 3 cái. Long Phi Vũ, kiếm tử cùng thi hoàng tử 3 người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ xoắn suýt đối như thế nào phân tư cách lệnh. Nhìn thấy thế lực khác tu sĩ dục dịch ánh mắt, Long Phi Vũ bọn họ cũng không tốt một mình chiếm lấy tư cách lệnh, lúc này để hắn tu sĩ buồn lòng. Huống chi, Long Phi Vũ, Long Tử Yên cùng kiếm tử 3 người trước đó lúc đầu liền đã chiếm được một mai. Nhìn thấy Tiêu Phàm cầm 3 cái tư cách lệnh rời đi, bọn họ cũng là không còn gì để nói, không ít người trong lòng càng là hâm mộ không thôi. Bất quá, không có người nào cho rằng Tiêu Phàm chiếm lấy 3 cái tư cách lệnh không nên, bởi vì lấy Tiêu Phàm thực lực,
coi như hắn muốn đem tất cả tư cách lệnh cầm ở trong tay, bọn họ cũng cướp đoạt không đến. Tiêu Phàm mang theo ba cái tư cách lệnh đi đến biên giới khu vực Thanh Minh ba người bên cạnh, trước đó Thanh Minh ba người sợ bị Vũ Văn Tiên tính toán, cho nên cố ý tiến nhập Chu Hồn Thần Liễu trong vòng vây. Ba người mặc dù chịu một chút tổn thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho, Tiêu Phàm tiện tay ném ra hai mai tư cách lệnh bài. Vũ Nhu Tiên Tử cùng Mặc Lâm hai người kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế hảo phóng, đem vất vả lấy được tư cách lệnh phân cho bọn hắn một người một mai. Phải biết, những cái này tư cách lệnh, Tiêu Phàm nếu là dùng để cùng các thực lực giao dịch mà nói, thế nhưng là có thể thu hoạch vô số tài nguyên A. Tiêu Phàm cho các ngươi liền cầm A. Thanh Minh nhìn thấy hai người không biết làm sao, lại bổ sung một câu nói. Vũ Nhu Tiên Tử cùng Mặc Lâm hai người tiếp nhận tư cách lệnh, hướng về Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói, đa tạ. Giờ phút này, hai người lại là phát ra từ nội tâm cảm kích Tiêu Phàm, nhất là Mặc Lâm, Tiêu Phàm thế nhưng là cứu được tính mạng hắn, cái này ở hắn nhìn đến, có thể so sánh tư cách lệnh ân tình muốn quý giá nhiều. Bọn họ giờ phút này lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm trước đó nói tới lấy được một mai không được sao, lời này cũng không có nói đùa. Mà là đối với hắn tới nói, thật sự là một chuyện bình thường sự tình. Đều là U Vân phủ người, không cần khách khí. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Cũng liền tại lúc này, Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử mấy người cũng đem còn lại 10 mai tư cách lệnh chia xong. Long Đằng phủ tu sĩ toàn bộ đều từ bỏ tiếp tục lấy được tư cách lệnh, bởi vì Long Phi Vũ cùng Long Tử Yên hai người riêng phần mình đều nắm giữ một mai, tương đương với Long Đằng phủ nắm giữ hai mai. Trừ cái đó ra, mặt khác lục đại thế lực, ngoại trừ Thi Hoàng Tử sở thuộc Thiên Thi Tông chiếm được hai mai bên ngoài, cái khác ngũ đại thế lực riêng phần mình lấy được một mai. Thêm ra đến ba cái, lại là phân cho Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương ngoại trừ Nguyệt Loan Cốc bên ngoài tam đại thế lực. Nói cách khác, Tiêu Phàm lấy được 13 mai tư cách lệnh, hoàn toàn bị Long Phi Vũ một phương cùng Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương chiếm được, Vũ Văn Tiên một phương tu sĩ chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng lộ ra hài lòng thiếu dung, hắn như thế nào không biết Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử bọn họ ý tứ đây, đây coi như là liên hợp Nguyệt Ngưng Tiên Tử một phương tứ đại thế lực. Kể từ đó, Long Phi Vũ một phương có thể liền tương đương với nắm giữ 12 đại thế lực đồng minh, có thể so sánh Vũ Văn Tiên một phương còn nhiều hơn hai đại thế lực. Vũ Văn Tiên một phương nguyên bản cũng đã làm xong cướp đoạt dự định, có thể hiện tại tình thế đối bọn họ bất lợi. Nếu là thật sự đánh lên, bọn họ vô cùng có khả năng không phải Long Phi Vũ một phương đối thủ. Ngươi rất tốt, thật lâu, Vũ Văn Tiên lúc này mới lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn, dữ tợn nói, hy vọng ngươi có thể sống sót sống qua vòng thứ ba, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tùy thời xin đợi, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nhưng hắn trong lòng lại là trầm xuống, Vũ Văn Tiên trong câu chữ đều là ý uy hiếp. Mà lại nói được cũng không phải thiên thần bảng tranh đoạt tái trong lúc đó, mà là sau đó, chẳng lẽ thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó, còn có sự tình gì muốn phát sinh sao? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, mang theo cái kia thập đại thế lực đồng minh rời đi, chỉ có Long Phi Vũ bọn họ 12 đại thế lực lưu lại. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau đó nhìn về phía Thanh Minh nói, còn có 3 ngày thời gian, ta tu luyện một cái, đến lúc đó gọi ta. Tu luyện, Thanh Minh mấy người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này hắn còn muốn tu luyện. Mấu chốt nhất là, người cho dù muốn tu luyện, cũng phải nhìn xem địa phương A. Nơi này là địa phương nào? Giống như là có thể tu luyện địa phương sao? Nhìn thấy nơi xa Chu Hồn Thần Liễu, Thanh Minh bọn họ trong lòng cũng có chút phát lạnh, thân thể không khỏi run run một cái, bọn họ đối Chu Hồn Thần Liễu có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Không nói Thanh Minh bọn họ. Liền là Long Phi Vũ bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, tiếp xuống sự tình nhường bọn họ càng thêm chấn kinh, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm hướng thẳng đến viên kia quái thụ đi đến, chẳng lẽ ra hỏa này là chuẩn bị ở dưới quái thụ bên tu luyện. Bọn họ thế nhưng là một tới gần quái thụ đều sẽ gặp vây công A, càng đừng nói tu luyện. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở dưới quái thụ. Mà quái thụ cũng không có công kích hắn. Tương phản, quái thụ vô số cành rung động, phát ra ức vạn hà quang, sau đó lít nha lít nhít cành gào thét mà xuống, xen lẫn thành một chiếc kén lớn,
đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Cái kia quái thụ lại cho Tiêu Phàm hộ pháp, có người run rẩy mở miệng, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Bọn họ liều liều chết sống, liền tới gần quái thụ cũng khó khăn, có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, tự mình tu luyện vậy mà còn có thể khiến cho quái thụ cho hắn hộ pháp, cái này chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Có lẽ, đây chính là hắn tại sao có thể duy nhất một lần lấy được tất cả tư cách lệnh nguyên nhân a. Lại có người âm thầm trầm ngâm nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nếu như không có quái thụ tán thành, Tiêu Phàm thực lực cho dù là mạnh, muốn lấy được tư cách lệnh, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đám người cũng không có rời đi, bọn họ đang chờ đợi vòng thứ hai kết thúc thời gian đến, nếu như rời đi, một phần vạn bị Vũ Văn Tiên bọn họ phục kích, vậy coi như phiền toái. Bọn họ cũng không muốn tân tân khổ khổ tới tay tư cách lệnh, lại bị người khác đoạt đi, có thể lấy được tư cách lệnh, bọn họ chí ít sẽ không hạng chót. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm căn bản cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì trợ giúp Chu Hồn Thần Liễu giải cứu nó linh hồn. Giờ phút này, Tiêu Phàm lại là ngồi xếp bằng ở dưới Chu Hồn Thần Liễu, khôi phục thần lực, trước đó thi triển mắt trái đồng thuật, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, Tiêu Phàm nhất định phải mau chóng khôi phục thần lực, đem bản thân trạng thái điều tiết đến đỉnh phong. Muốn cứu ra Chu Hồn Thần Liễu linh hồn, có thể cũng không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm, cần ta làm cái gì sao? Chu Hồn Thần Liễu thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu quanh quẩn, hắn thanh âm có chút run rẩy, nghĩ đến bản thân khả năng sống thêm một đời, nó liền kích động không hiểu. Tiêu Phàm mở ra hai mắt, ngưng tiếng nói, ta cần có quan hệ Vô Thần Phong tất cả tin tức, còn có, ngươi linh hồn vì sao sẽ rời đi bản thể? Tiêu Phàm nhớ kỹ thi hoàng tử nói qua, cái này Vô Thần Phong chính là chư thần vẫn lạc chi địa, có lẽ việc này cùng Chu Hồn Thần Liễu linh hồn bóc ra có quan hệ rất lớn. Việc này còn phải từ hơn trăm vạn năm trước nói lên, trăm vạn năm trước, nơi này chính là bá chủ cấp thế lực Vô Trần Thiên Cung vị trí. Chu Hồn Thần Liễu hít khẩu khí, hay là lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Bá chủ cấp thế lực, Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, hắn không biết bá chủ cấp thế lực là cái gì thế lực. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải Thiên Võ Thần Sơn lần này lưu thế lực có thể so sánh. Tiêu Phàm biết rõ Vô Trần Thiên Cung không đơn giản, thật không nghĩ đến, Vô Trần Thiên Cung dĩ nhiên như thế phi phàm. Hắn không có cắt ngang Chu Hồn Thần Liễu lời nói, nghe hắn tinh tế nói tới. Hơn trăm vạn năm trước, Vô Trần Thiên Cung cường thịnh đến cực điểm, thần vương cấp bậc cường giả nhiều không kể xiết, phóng tầm mắt thái cổ thần giới, cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực tồn tại. Thụ ngàn vạn thế lực triều bái, cường thịnh không suy. Mà Vô Trần Thiên Cung cũng siêu nhiên thế ngoại, rất ít tham dự thế giới phân tranh, càng là bởi vì hắn không được kỳ thị bất luận cái gì chủng tộc, thu môn đồ khắp nơi mà thụ ngàn vạn chủng tộc kính ngưỡng. Cho dù là Chu Hồn Thần Liễu dạng này thụ tinh, cũng đồng dạng có thể Vô Trần Thiên Cung một thành viên, cũng có thể ngày đêm lắng nghe Vô Trần Thiên Cung đều trưởng lão giảng đạo. Chu Hồn Thần Liễu năm đó chỉ là vừa mới sinh ra linh trí, chỉ có chiến thánh cảnh thực lực mà thôi, có thể theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hắn mạnh mẽ đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, cũng liền tại hắn hướng về thần vương xuất phát thời khắc, Vô Trần Thiên Cung đột nhiên phát sinh dị biến. Trong vòng một đêm, tất cả thần vương cảnh trở lên cường giả toàn bộ biến mất, cũng không còn xuất hiện qua, ngày thứ hai. Vô Trần Thiên Cung liền bị vô số thế lực trà đạp. Vẻn vẹn một ngày không đến thời gian, Vô Trần Thiên Cung tu sĩ liền bị chém giết hầu như không còn, ngay cả phàm nhân đều không có buông tha. Chu Hồn Thần Liễu năm đó bị một cái siêu cấp cường giả trọng thương, cơ hồ vẫn lạc, cái kia siêu cấp cường giả coi là nó chết rồi, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Bất quá, ở cái kia một trận chiến bên trong, Chu Hồn Thần Liễu linh hồn liền quỷ dị bị một đám lực lượng rút ra, không, nói cho đúng, ngày nào đó chết ở trên Vô Thần Phong tất cả mọi người, linh hồn đều câu thúc hơn thế. Công sát Vô Trần Thiên Cung tu sĩ, cho dù chết rồi, linh hồn cũng bị dày vò, cho dù muốn chết cũng khó khăn, linh hồn bị sinh sinh dày vò vô số tuế nguyệt. Về phần Vô Trần Thiên Cung tu sĩ linh hồn, lại quỷ dị biến mất. Biến mất, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Hắn nghĩ không ra, tại sao Vô Trần Thiên Cung tu sĩ linh hồn sẽ không lý do biến mất đây. Bất quá hắn cũng biết rõ, Vô Trần Thiên Cung khẳng định sẽ không tra tấn bản thân đệ tử linh hồn,
nghĩ đến những cái kia linh hồn khả năng giải thoát. Ngay từ đầu ta tưởng rằng biến mất, nhưng là về sau ta lại phát hiện, bọn họ cũng không có biến mất. Chu hồn thần Liễu ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, bọn họ tiến nhập thần điêu thú thể nội, lấy một loại khác hình thức sống sót. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, bản thân trước giết chết những cái kia thần điêu thú, bên trong có vô trần thiên cung tu sĩ linh hồn. Cẩn thận hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm phát hiện thật đúng là chuyện như thế, có chút thần điêu thú thần sắc, cùng người biểu lộ cơ bản không khác. Dựa theo lẽ thường tới nói, thần điêu thú cố nhiên bất phàm, cho dù nắm giữ ý thức, nhưng là không nên cùng nhân loại một dạng mới đúng a. Nếu như điều khiển những cái kia thần điêu thú là nhân loại linh hồn, vậy hắn liền có thể lý giải. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, có chút linh hồn cũng đã biến mất, nhưng có chút vẫn còn sống sót, cho dù sống sót, bọn họ ý thức từ lâu mơ hồ, so ra kém người bình thường, kỳ thật không thể so với chết dễ chịu. Chu hồn thần Liễu thật sâu thở dài một hơi. Dừng một chút, nó thanh âm lại vang lên, ta linh hồn bị rút ra suốt thân thể, nhưng lại bởi vì ta dễ cây trải rộng vô thần phong các nơi duyên cớ, linh hồn một mực cùng ta thân thể có đặc thù liên hệ, cũng không có tiến vào thần điêu thú thể nội. Nguyên bản ta coi chính mình tiếp tục như vậy sẽ một con đường chết, có thể để cho ta không nghĩ đến là, ta dĩ nhiên có thể lấy những cái kia linh hồn vì chất dinh dưỡng, hơn nữa đi qua mấy vạn năm tuế nguyệt, thân thể ta cũng một lần nữa đổi thành sinh cơ. Đáng tiếc, hơn trăm vạn năm qua, ta tu vi mặc dù khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cũng rốt cuộc khó có thể đột phá, nếu như không phải thực vật tuổi thọ so nhân loại dài, có lẽ ta cũng kiên trì không đến hiện tại. Nói đến đây, Chu hồn thần Liễu thật sâu thở dài một hơi, hơn trăm vạn năm, hắn đều sinh hoạt ở chỗ này, tương đối thế là tại chờ chết, không thể không nói là một loại bi ai. Nếu như có thể, nó cũng tưởng tượng nhân loại tu sĩ đồng dạng, có thể tự do bay lượn cửu tiêu, rong ruổi thiên vũ. Về sau nhân loại phát hiện nơi này, liền đem cái này biến thành lịch luyện chỗ, vừa vặn, ta cũng có thể hấp thu một chút huyết khí kéo dài tính mạng, hơi tàn đến nay. Chu hồn thần Liễu lại bổ sung. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, Chu hồn thần Liễu không có lừa hắn, bởi vì Chu hồn thần Liễu cũng muốn sống sót. Bất quá, Tiêu Phàm trong đầu một mực có một cái nghi hoặc, không nhịn được hỏi, cái này vô thần đảo vì sao sẽ nằm ở vô biên hải vực đây? Hơn nữa, tại sao có thể áp chế người thần thông cùng thiên phú? Vô thần đảo chỉ áp chế nhân thiên phú cùng thần thông, lại không áp chế tu sĩ tu vi. Hơn nữa, tu sĩ ở trên vô thần đảo tu luyện thần thông, lại có thể sử dụng, loại này thủ đoạn cũng quá quỷ dị, Tiêu Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mặt khác, vô trần thiên cung tất nhiên nằm ở vô biên hải vực. Lại làm sao có thể cho người trong vòng một ngày hủy diệt đây? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chu hồn thần Liễu lơ đễnh nói, bởi vì vô trần thiên cung lúc đầu liền ở trong hải vực A, bất quá không biết tại sao, tại vô trần thiên cung hủy diệt sau đó, vô trần đảo liên thông mảnh này hải vực bị người lấy đại thủ đoạn phong cấm tại một mảnh không gian bên trong, chỉ có đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghĩ đến loại này mở ra không gian phương pháp, đã bị Thiên Võ Thần Sơn tìm tới. Lúc này, Chu hồn thần Liễu lại nói, về phần như lời ngươi nói áp chế thần thông cùng thiên phú, kỳ thật cũng rất dễ lý giải, mảnh này không gian, ngươi có thể hiểu thành một cái thế giới khác, chỉ có thể sử dụng đặc biệt thuộc tính thần lực. Tiêu Phàm vẫn như cũ một mặt hờ hững, không thể nào hiểu được đặc biệt thuộc tính thần lực ý tứ. Kỳ thật chính là nói, ở cái thế giới này, ngươi chỉ có thể sử dụng cái thế giới này thần lực, ngoại giới thần lực, các ngươi không cách nào sử dụng. Dạng này hẳn là rất dễ lý giải a. Chu hồn thần Liễu có chút im lặng nói ra thế nhưng là, tại. Tiêu Phàm ra sức đuổi theo bạch sắc thạch đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn có thể cảm ứng được bạch sắc thạch đầu ngay tại phía trước, nhưng hắn cũng đã nhìn không thấy bạch sắc thạch đầu. Không thể không nói, bạch sắc thạch đầu tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh đến nhường Tiêu Phàm đều có chút theo không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng, hắn cũng đã không lo được phía trước có nguy hiểm hay không, chỉ muốn đuổi theo bạch sắc thạch đầu. Không sai biệt lắm 10 cái vài hô hấp sau, Tiêu Phàm đột nhiên giảm bớt bước chân, không phải hắn nghĩ dừng lại, mà là tại hắn phía trước, đột nhiên phóng tới từng đạo yếu ớt bạch sắc quang mang. Cái này quang mang, Tiêu Phàm xác định không phải bạch sắc phát ra, bởi vì bạch sắc thạch đầu phát ra quang mang 10 phần thánh khiết, sáng sủa.
mà trước mắt cái này quang mang, lại có vẻ đục ngầu, mông lung, thậm chí còn phát ra một loại mục nát. Sương mù, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, cùng Vô Thần Phong bên trên cái kia phệ hồn cấm khu sương mù có vẻ như giống nhau như đúc, chẳng lẽ cả hai ở giữa có cái gì liên quan? Tiêu Phàm mang theo nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sương mù này thế nhưng là có thể thôn phệ người linh hồn, hơn nữa có thể cho người sinh ra mê huyễn, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Hơn nữa, trong thông đạo này sương mù, so Vô Thần Phong bên trên sương mù càng thêm nồng đậm, loại kia quỷ dị lực lượng cũng càng mạnh. Tiêu Phàm quan sát mấy lần, nhưng hắn kinh ngạc là, cái kia sương mù dĩ nhiên ngưng tụ không tan, thật giống như bị một cỗ kỳ lạ lực lượng trói buộc, không thể tràn ngập ra nơi đây. Tiêu Phàm, ta cảm ứng được ngươi vị trí, ngươi tiến lên 10 trượng, liền có thể nhìn thấy ta. Đột nhiên, Chu Hồn Thần Liễu thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Tiêu Phàm lại là cực kỳ tỉnh táo, hắn cảm ứng đến bốn phía, lại là phát hiện, Chu Hồn Thần Liễu rễ cây cũng đã 10 phần thưa thớt, chỉ có một lượng căn ánh mắt đến phiến khu vực này. Bất quá cũng có khả năng vừa lúc là lần này hai căn căn thân tồn tại. Nhưng hắn bản thể cùng linh hồn ở giữa vẫn như cũ có thần bí liên hệ, đồng dạng bảo vệ nó một mạng. Người bên kia có cái gì? Tiêu Phàm dò hỏi, cũng không có tùy tiện tiến lên. Hắn có thể cảm ứng được bạch sắc thạch đầu ngay tại phía trước, nhưng hắn lại không biết bạch sắc thạch đầu bốn phía nắm giữ cái gì, chỉ có thể hỏi thăm Chu Hồn Thần Liễu. Ta nơi này một mảnh trắng xóa, đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy người bảo vật từ nơi này đi qua. Chu Hồn Thần Liễu nói ra. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không biết bạch sắc thạch đầu dị động là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định không phải thấy được bảo vật đơn giản như vậy. Bình thường bạch sắc thạch đầu nếu là cảm ứng được bảo vật, bình thường đều biết phát sáng, có thể lần này, dĩ nhiên chủ động rời đi Tiêu Phàm, cái này hay là như thế nhiều năm qua lần thứ nhất. Tiêu Phàm không nghĩ bạch sắc thạch đầu có việc gì, tốc độ lần nữa tăng tốc, 10 trượng cự ly. Đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải rất xa, cũng liền một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm còn không có đi đến 10 trượng cự ly, phía trước thông đạo đột nhiên trở nên rộng rãi, trong thông đạo xương trắng cũng nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón. Lòng đất lại có rất lớn không gian, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn linh hồn quét bốn phía vách đá một cái, lại là phát hiện, vách đá cũng không phải Chu Hồn Thần Liễu lấy ra. Hẳn là từ lúc vô số tuế nguyệt trước liền tồn tại. Có tiến lên mấy bước, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải vội vàng bắt lấy bên cạnh một đầu rễ cây. Tại hắn phía trước, là một chỗ xương trắng mênh mông, sâu không thấy đáy vách núi, hắn vừa mới kém chút không phanh lại, vọt thẳng vào vách núi bên trong. Đương đương đương, từng tiếng thạch đầu va chạm vách đá thanh âm truyền ra, thanh âm thanh thúy, dư âm thật lâu không dứt. Cuối cùng dĩ nhiên không có nghe được rơi đáy thanh âm. Đây là, Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy vách núi, không khỏi hít một hơi lạnh. Tại hắn phía trước, xương trắng quay cuồng, không thể nhìn thấy phần cuối, hai bên lại là phát hiện vách đá thành hình cung vần quanh, độ cung rất nhỏ, đủ để có thể thấy được cái này thâm uyên to lớn. Hố trời, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt toát ra hai chữ. Cũng chỉ có hố trời mới có thể hình dung cái này hình tròn hố sâu, Tiêu Phàm bảo thủ đoán chừng, hôm nay hố cũng có chu vi hơn 10 dặm chu vi. Hắn trong lòng 10 phần kinh ngạc là, coi như lớn như vậy hố trời ở dưới Vô Thần Phong, có thể Vô Thần Phong bốn phía là hải thủy A, dựa theo lẽ thường tới nói, nơi này hẳn là lấp đầy hải thủy mới đúng A. Răng rác, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm bắt lấy rễ cây đột nhiên tách ra, hắn vội vàng buông ra rễ cây. Đứng vững thân thể. Tiêu Phàm, cứu, cứu ta. Đột nhiên, một đạo kinh hãi không hiểu thanh âm đột nhiên từ Tiêu Phàm bên tai vang lên. Không sai, liền là từ hắn bên tai, mà không phải từ trong đầu hắn vang lên. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, một cái tay đột nhiên hướng về hư không nhô ra, tựa như bắt được cái gì, nhưng lại cảm giác không có quấn chặt, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một cái bóng mờ. Hư ảnh có một trương già nua mà khô quắt như là cây khô khuôn mặt, mái tóc dài màu trắng cùng sợi râu, đều tựa như rễ cây đồng dạng khô ráo, thô ráp. Để cho Tiêu Phàm quỷ dị là, hai chân nó lại là cùng rễ cây hoàn toàn hòa làm một thể, bởi vì Tiêu Phàm vừa mới đem cây kia căn bẻ gãy duyên cớ,
lần này đoạn rễ cây hoàn toàn mất đi dựa vào, kém chút rơi xuống thâm uyên. Còn tốt Tiêu Phàm kịp thời bắt được đứt gãy rễ cây, hắn mặt lộ cổ quái nhìn xem cái kia già nua khô mộc khuôn mặt nói Chu Hồn Thần Liễu. Chính là lão hủ giới thiệu lần nữa một cái, ta tên là Liễu Chu Hồn. Chu Hồn Thần Liễu hậm hực cười một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tốt nát danh tự, tựa như người nào không biết ngươi là Chu Hồn Thần Liễu một dạng. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, lập tức nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi linh hồn không phải là hình cây a, tại sao là hình người? Ai nói cây thần linh hồn liền phải là hình cây? Liễu Chu Hồn bĩu môi nói, lại không trước đó oanh sát chín phủ 13 tông tu sĩ, kho lạnh cùng vô tình, ngược lại giống một cái hiền lành lão gia gia. Liễu Chu Hồn trời sinh tính không hỏng, hắn sở dĩ giết người loại tu sĩ, cũng chỉ là nhân loại tu sĩ lợi dụng hắn đồng thời, hắn thuận tiện lợi dụng một hạ nhân loại tu sĩ mà thôi. Nếu như không phải Vũ Văn Tiên tính toán nó, Liễu Chu Hồn cũng sẽ không như thế nổi giận, đại sát đặc sát. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có ở cái này về vấn đề tiếp tục dây dưa, mà là nhìn xem phía dưới xương trắng mênh mông thiên không nói, người biết rõ lần này mới là cái gì. Liễu Chu Hồn tốt xấu cũng ở chỗ này ngây người mấy chục vạn năm, nghĩ đến hắn đối Vô Thần Phong cũng có đầy đủ biết. Nhưng mà nhường Tiêu Phàm thất vọng là, Liễu Chu Hồn lại là lắc lắc đầu nói, ta một mực bị nhốt ở chỗ này, vào cũng không phải, lui cũng không thể, chỗ nào biết rõ lần này mới có cái gì. Liễu Chu Hồn nói ngược lại là sự tình, hắn lúc trước linh hồn tỉnh lại thời khắc, thiếu chút nữa thì bị hút vào hôm nay hố bên trong. Còn tốt hắn cũng không có triệt để rời đi bản thân rễ cây, nếu không mà nói, nó đã sớm chết. Chỉ bất quá, làm Liễu Chu Hồn linh hồn nghĩ theo rễ cây trở lại bản thể lúc, lại là phát hiện cỗ kia lực lượng một mực tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn căn bản là không có thể rời đi. Cho nên Liễu Chu Hồn chỉ có thể một mực đợi ở nơi này cùng rễ cây phía trên, ngẩn ngơ liền là mấy chục vạn năm, đơn giản so chết còn muốn khó chịu. Cũng may hắn còn có thể thông qua rễ cây liên lạc với bản thể, thông qua bản thể nhìn thấy Vô Thần Phong bốn phía tình cảnh, ngược lại cũng xem như một loại đuổi thời gian phương thức. Đúng rồi, người cái kia bảo vật, vừa mới tiến vào bên trong. Liễu Chu Hồn đột nhiên lại bổ sung một câu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới hố trời, muốn tìm kiếm bạch sắc thạch đầu cụ thể vị trí, nhưng hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được một cái phương hướng. Hồng hộc, đang lúc Tiêu Phàm thí thần thời khắc, đột nhiên một vệt sáng từ xương trắng bên trong gào thét mà tới, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như lợi kiếm đồng dạng lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Cẩn thận, Liễu Chu Hồn kêu sợ hãi, trên mặt lộ ra khủng hoảng. Ầm một tiếng bạo hưởng, ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm nắm lấy cái kia đoạn rễ cây hướng một bên lao đi, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Đạo kia lưu quang lại là bắn vào hắn trước đó vị trí vách đá phía trên, nhưng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là, cái kia vách đá dĩ nhiên xuất hiện một cái động lớn, phát ra một trận xì xì ăn mòn thanh âm. Thật mạnh tính ăn mòn, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, mí mắt một trận cuồng loạn. Vừa mới đạo kia lưu quang tốc độ, quá đủ không thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải cổ thần cảnh có thể nắm giữ. Thần vương, Tiêu Phàm chỉ cảm giác tê cả da đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm xương trắng bên trong, trong đầu hắn trước tiên ý nghĩ liền là lui ra ngoài. Nhưng là, bạch sắc thạch đầu hiện tại còn ở xương trắng bên trong, hắn không có khả năng cứ như vậy rời đi. Tiêu Phàm không biết mất đi bạch sắc thạch đầu sẽ như thế nào, nhưng là hắn không dám đánh cược. Hắn nội tâm chỗ sâu, có một loại cảm giác, nếu là mất đi bạch sắc thạch đầu, hắn đem hối hận cả đời. Liễu Chu Hồn sớm cũng đã dọa đến trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên. Nó cũng nhìn ra đối phương thực lực, tuyệt không phải bình thường, hơn nữa so với hắn đỉnh phong thời điểm còn muốn cường đại. Tiêu Phàm, nhanh rời đi nơi này, nơi đó vô cùng có khả năng có thần vương. Sau nửa ngày, Liễu Chu Hồn lấy lại tinh thần, sợ hãi nói. Nó đã từng thế nhưng là cổ thần cảnh đỉnh phong, cự ly thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước, bởi vậy nó rõ ràng thần vương cường giả kinh khủng, tuyệt không phải hắn và Tiêu Phàm có thể địch nổi. Rời đi, Tiêu Phàm thật không nghĩ qua rời đi, bạch sắc thạch đầu vẫn còn ở bên trong đây. Thế nhưng là, không rời đi mà nói, chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Cái kia hiển nhiên là càng thêm không có khả năng. Siêu 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 đang lúc Tiêu Phàm hồ nghi thời khắc, từng đạo liên tục bạo phá vang lên, giống như từng đợt tiếng kiếm rít, cực kỳ chói tai.
Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cùng Liễu Chu Hồn hai cái toàn thân đều hiện nổi da gà lên, một loại tử vong cảm giác bao phủ bọn họ, Tiêu Phàm không chút do dự nắm lấy cái kia đoạn nhánh cây hướng về bên cạnh lao đi. Bành bành bành, cũng vừa lúc đó, từng đạo lưu quang từ trong sương mù khói trắng bay vụt mà tới, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nháy mắt ngừng thân hình, một giọt chất lỏng bắn ngược ở trên người hắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, lại là nhìn thấy hắn da thịt dĩ nhiên hủ thực một cái động lớn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy phía trước trên vách đá, bị ăn mòn trở thành nguyên một đám lỗ lớn, còn tốt hắn không có xông đi lên, nếu không vừa mới tuyệt đối bị đánh thành cái sàng. Chẳng lẽ có người châm đối bản thân, nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Lập tức hắn lại lắc lắc đầu, hẳn không phải là người nào châm đối a, bởi vì hắn sau lưng cũng đồng dạng bị cái kia lưu quang xuyên thủng, thậm chí cái khác vách đá vị trí, cũng xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Đúng rồi, bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm mãnh kinh, con người hơi hơi co rụt lại, sau đó nhìn về phía Liễu Chu Hồn hỏi, trước đó người ở nơi này thời điểm, có hay không dạng này sự tình phát sinh? Liễu Chu Hồn lắc lắc đầu, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, chậm chạp nói, không có, chưa bao giờ từng có dạng này sự tình phát sinh, ta còn một mực coi là nơi này chỉ còn lại ta còn sống. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm trầm ngâm nói, nếu như Liễu Chu Hồn không có nói dối, vậy cái này tất cả phát sinh đều cùng bạch sắc thạch đầu có quan hệ. Ngao ô đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ hống thanh âm truyền đến, bạch sắc sương mù cuồn cuộn bất hủ, một cỗ đáng sợ không gian ba động mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm cùng Liễu Chu Hồn chỉ cảm giác đầu một trận choáng váng, mất đi bản thân một dạng. Tiêu Phàm khá tốt, rất nhanh mới lấy lại tinh thần, cái kia đáng sợ linh hồn sóng xung kích, bị linh hồn bản thể cùng thí thần cưỡng ép ngăn trở, nhưng Liễu Chu Hồn lại là hôn mê đi. Ngay sau đó, lại một trận tiếng hét lớn truyền đến, bén nhọn thanh âm đâm Tiêu Phàm màng nhĩ đều chảy ra từng tia máu tươi. Tiêu Phàm con người kịch liệt thu rụt một cái. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy vạn đạo lưu quang từ trong sương mù khói trắng bay vụt mà đến, răng đầy hư không, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Bằng những cái kia lưu quang tốc độ, dù là trốn vào trong thông đạo cũng không kịp, mà nếu là đứng ở nơi này, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra ngoan sắc, khẽ cắn môi, thân thể không chút do dự thả người nhảy lên, hướng thẳng đến phía dưới hố sâu nhảy xuống. Cùng lúc đó, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, quanh thân thần văn lần nữa phát sáng, hắn thân thể dán chặt lấy vách đá mà đi, Tu La kiếm cùng vách đá phát ra kim loại ma sát thanh âm. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được, phía trên vách đá bị những cái kia lưu quang xuyên thủng tình cảnh, nếu như đánh ở trên người hắn, đoán chừng cũng đã một mệnh ô hô. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng phía dưới mới, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn tốt có Tu La kiếm cùng vách tường ma sát sinh ra to lớn lực cản, nhưng hắn tốc độ giảm bớt không ít. Hắn linh hồn chi lực quét sạch mà ra, sao có thể để hắn thất vọng là, linh hồn chi lực chỉ có thể bắt được ngoài mấy trượng đồ vật, đôi này hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, hôm nay hố cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy xuống. Bạch sắc thạch đầu ngay ở phía trước, đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn ẩn ẩn cảm ứng được bạch sắc thạch đầu tồn tại. Bành, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ to lớn lực trùng kích tác dụng tại Tiêu Phàm trên người, hắn chỉ cảm giác xương cốt đều vỡ vụn không ít. Con mẹ nó, Tiêu Phàm không khỏi tuôn ra nói tục, trong miệng thốt ra đầy miệng bụi bặm. Giờ phút này, hắn toàn bộ thân thể đều hiện lên chữ lớn co quắp mềm ở trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nếu như không phải hắn nhục thân tương đối cường hãn, thật có khả năng ngã gần chết. Nếu là đường đường thiên thần cảnh đỉnh phong liền dạng này bị ngã chết rồi, vậy liền thật khôi hài. Vận chuyển vô tận chiến điển, Tiêu Phàm thương thế rất nhanh liền khôi phục như thường, không thể không nói, thiên thần cảnh đỉnh phong sức khôi phục cũng không phải đồng dạng kinh người. Tiêu Phàm đứng dậy, thần lực chấn động, trên người bụi bặm đều biến mất hết. Sau đó hắn ánh mắt lúc này mới quan sát tỉ mỉ mảnh này thế giới. Tê đột nhiên, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, con người kịch liệt run rẩy, hắn kinh hãi nhìn xem phía trước, tựa như không tin bản thân chứng kiến một dạng. Tại hắn trước người trên mặt đất, nằm vô số cỗ bạch cốt âm u, có chút bạch cốt lóe ra ánh sáng óng ánh, còn có dính đỏ tươi máu tươi,
cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, cũng vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn cảm nhận được những cái kia trong máu tươi hàm chứa một cỗ đáng sợ uy năng, thậm chí có thể uy hiếp đến hắn cái này thiên thần cảnh đỉnh phong tính mệnh. Thần vương giết huyết, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, cũng chỉ có thần vương cường giả huyết dịch, mới đầy đủ như thế thần uy. Hắn không dám tới gần, ánh mắt từ những cái kia giết huyết bên trên rời, nhưng mà, cái kia bạch cốt âm u lại là vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, từ dưới chân hắn, một mực lan tràn hướng xương trắng chỗ sâu, không có cuối cùng. Khắp nơi thi cốt, đây là Tiêu Phàm duy nhất có thể tìm tới để hình dung trước mắt một màn bốn chữ, hắn không biết, nơi này đã từng phát sinh cái gì, dĩ nhiên nhường nhiều như vậy cường giả mai táng ở chỗ này. Thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả, đều vẫn lạc ở đây, nơi này cũng quá kinh khủng. Tiêu Phàm đột nhiên liên tưởng đến Liễu Chu Hồn nói, vô trần thần cung một đêm bị diệt sự tình, chẳng lẽ nơi đây cùng vô trần thần cung hủy diệt có quan hệ? Không biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác một cái bí mật to lớn liền muốn hiển lộ ở chính mình trước mắt, có lẽ, bạch sắc thạch đầu bí mật cũng có khả năng giải khai. Chỉ là, Tiêu Phàm không dám tự tiện tiến lên, trước đó cái kia ngập trời tiếng thú gầm, hiện tại ngẫm lại, đều để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ong ong, coi như Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, phía trước đột nhiên chán phóng từng đạo bạch sắc quang mang, giống như một vòng trong sáng minh nguyệt đồng dạng, thần thánh đến cực điểm. Mặc dù có mông lung xương trắng ngăn cản, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng bắt được cái kia ánh sáng màu trắng nguyên vị trí, tựa như một ngọn đèn sáng đồng dạng, cho hắn chiếu sáng tiến lên đường. Bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt đại biến, hắn cùng với bạch sắc thạch đầu ở giữa có một loại đặc biệt liên hệ, giờ phút này bạch sắc thạch đầu lại là tại hướng hắn cầu cứu. Cầu cứu, từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ gặp được bạch sắc thạch đầu không giải quyết được sự tình, cũng không có bất luận cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến nó. Cái này còn là lần thứ nhất, bạch sắc thạch đầu lộ ra không chịu nổi một mặt. Tiêu Phàm không biết bạch sắc thạch đầu mất đi hoặc là hư hao sẽ đối với hắn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghĩa vô phản cố xuất thủ. Bạch sắc thạch đầu nhiều lần cứu hắn tại nguy nan, bằng vào điểm này, Tiêu Phàm liền không có khả năng vứt bỏ không để ý. Hô một tiếng, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cực tốc hướng về bạch sắc thạch đầu lao đi, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn giờ phút này dĩ nhiên bay. Bạch sắc thạch đầu quang mang chiếu sáng phạm vi bên trong, vô thần đảo cỗ kia kỳ lạ áp chế lực lượng, dĩ nhiên biến mất không thấy. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cảm giác mất đi lực lượng lại trở về, hắn đem hôn mê Liễu Chu Hồn ném vào phá toái tiểu thiên địa bên trong, liền chân đạp đã lâu thái huyền thần du bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bạch sắc thạch đầu lao đi. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thậm chí có thể không lọt vào mắt thể nội huyền hoàng chi khí áp chế, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền lướt qua núi thây biển xương, xuất hiện ở trước mặt bạch sắc thạch đầu. Bạch sắc thạch đầu bỗng nhiên bắn về phía Tiêu Phàm mi tâm, giống như một khỏa bảo thạch khảm nạm tại đó, Tiêu Phàm quanh thân phát ra vạn trượng quang mang, bốn phía bạch sắc sương mù, nháy mắt biến mất không còn một mảnh, thật giống như bị bạch sắc thạch đầu lực lượng cho tịnh hóa một dạng. Tiêu Phàm giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm, giống như thần linh hạ phàm, thần thánh vô cùng, hắn đứng lơ lửng trên không, tóc đen bay lên, quan sát bốn phía, giống như thiên địa chúa tể, cho người không dám nhìn thẳng. Đây là cái gì lực lượng? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, vô tận chiến huyết cũng triệt để sôi trào. Bất quá, tất cả lực lượng đều ở hướng về bạch sắc thạch đầu hội tụ, ngừng tụ thành bạch sắc quang mang, tịnh hóa bốn phía bạch sắc sương mù. Theo lấy bạch sắc sương mù giảm bớt, Tiêu Phàm cảm giác mình thần lực rốt cuộc lại tinh thuần rất nhiều, vô luận là nhục thân, hay là linh hồn, dĩ nhiên đều chiếm được một loại lực lượng thăng hoa, ẩn ẩn muốn bước vào cổ thần cảnh một dạng. Đồng thời, hắn thể nội huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, dung nhập nhục thân cùng linh hồn bên trong, trải rộng mỗi một cái tế bào. Cái này chẳng lẽ là đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu? Tiêu Phàm trong lòng kích động không hiểu, hắn vội vàng lấy ra từng khỏa màu xám hạt châu, đó chính là hắn tại chiến hồn đại lục thu thập được hư vô thần châu. Hư vô thần châu bên trong hàm chứa kinh khủng hư vô chi khí, dựa theo Thanh Minh nói, đây chính là hắn đột phá cổ thần cảnh ỷ vào một trong. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có huyền hoàng chi khí cùng hư vô chi khí,
thiếu đi chí tôn chi khí cùng cái kia ngũ cái gì chi khí, Tiêu Phàm cũng không có nắm chắc có thể đột phá đến cổ thần cảnh. Nhưng là, cái này không ảnh hưởng Tiêu Phàm thử nghiệm một phen, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nắm chặt hư vô thần châu, bắt đầu nhanh chóng hút thu hồi đến. Hắn nghiễm nhiên quên, bạch sắc thạch đầu rốt cuộc là gặp được nguy hiểm gì, vì sao muốn tìm kiếm hắn trợ giúp. Theo lấy hư vô chi khí hấp thu, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, thể nội huyền hoàng chi khí dường như sinh ra cộng minh nào đó, hai loại huyền diệu lực lượng bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm giác đầu một trận run rẩy, sau một khắc, nhưng Tiêu Phàm kinh khủng sự tình phát sinh, lại là hắn tiểu thiên địa cùng thần cung đồng thời vỡ ra. Phốc, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp, vội vàng đình chỉ tiếp tục vận chuyển vô tận chiến điển, hắn hai mắt bên trong phủ đầy tơ máu. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm run giọng nói, bản thân tiểu thiên địa cùng thần cung làm sao có thể cùng lúc vỡ ra đây? Chẳng lẽ là bởi vì bản thân chỉ hấp thu hư vô chi khí cùng huyền hoàng chi khí hai loại huyền hoàng chi khí duyên cớ? Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, không nên hoảng hốt, năm đó đan điền nổ tung, không phải cũng là cùng loại tình huống này sao? Về sau đan điền phá rồi lại lập, thuế biến trở thành tiểu thiên địa, mới có hiện tại hắn. Phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm lại phun ra mấy ngụm máu tươi, tâm thần chìm vào thể nội, hắn kinh hãi phát hiện, tiểu thiên địa cùng thần cung vẫn ở chỗ cũ không ngừng phá toái, dù là chính hắn ngăn cản, đều căn bản không ngăn cản được. Ta không phải ngừng vận chuyển vô tận chiến điển sao? Ta không phải đình chỉ hấp thu hư vô chi khí cùng huyền hoàng chi khí sao? Làm sao tiểu thiên địa cùng thần cung hủy diệt căn bản không có đình chỉ đây? Tiêu Phàm lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái, có lẽ sẽ không để cho hắn lập tức chết đi, nhưng hắn khẳng định sẽ mất đi hiện tại tất cả lực lượng. Đến lúc đó đừng nói tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, đoán chừng vừa xuất hiện liền sẽ hắn cửu nhân gạt bỏ. Lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang cũng bắt đầu chợt ẩn chợt hiện, tựa như tùy thời đều muốn dập tắt một dạng. Ngao ô lúc này, kinh khủng tiếng thú gào vang lên lần nữa, Tiêu Phàm thần hồn run rẩy dữ dội. Bỗng nhiên từ thất hồn lạc phách bên trong lấy lại tinh thần. Không, đan điền phá toái đều có cứu vãn cơ hội, tiểu thiên địa cùng thần cung cũng nhất định còn có cứu vãn cơ hội, nhất định có. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ kiên định. Bản thân liền tử vong đều đã trải qua không ít lần, cũng không có như thế sợ hãi qua, chỉ là phá toái một cái tiểu thiên địa cùng thần cung mà thôi, còn chưa đến tuyệt vọng thời điểm. Tiêu Phàm như là an ủi bản thân. Hắn tâm tính xác thực hiếm có người có thể so sánh, quả thực là bình phục nội tâm ba động, bắt đầu cảm ứng thể nội biến hóa. Tiểu thiên địa cùng thần cung sụp đổ đang tiếp tục, bất quá Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, tiểu thiên địa cùng thần cung dĩ nhiên đồng thời đang thu nạp hư vô chi khí cùng huyền hoàng chi khí. Đợi đã lâu, Tiêu Phàm rốt cục xác định một kiện sự tình, thần cung cùng tiểu thiên địa sụp đổ, 89 phần 10 là cùng hư vô chi khí cùng huyền hoàng chi khí dung hợp có quan hệ. Hơn nữa, hắn phát hiện bản thân lực lượng cũng không có quá lớn khác nhau, ngoại trừ không thể thi triển tiểu thiên địa cùng thần cung lực lượng bên ngoài. Mặt khác, linh hồn bản thể cùng thí thần vẫn như cũ đợi tại phá toái thần cung bên trong, dạng này từ khía cạnh nói rõ một vấn đề, thần cung bên trong cũng không có nguy hiểm. Nếu không mà nói, linh hồn bản thể cùng thí thần khẳng định đã sớm thoát ly thần cung. Trong thời gian ngắn, ta hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Phàm rốt cục yên tâm không ít, ngưng tiếng nói chỉ là, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới hai loại khác huyền hoàng chi khí mới được, có lẽ còn có cứu vãn cơ hội, chậm thì sinh biến. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa cảm ứng đến mi tâm bạch sắc thạch đầu, giờ phút này, bạch sắc thạch đầu quang mang lần nữa khôi phục bình thường, tiếp tục tịnh hóa cái kia mông lung bạch sắc sương mù. Hơn nữa, tại bạch sắc thạch đầu tịnh hóa mông lung sương mù quá trình bên trong, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ kỳ lạ lực lượng từ bạch sắc thạch đầu bên trong bừng lên, xông vào bản thân thể nội. Kỳ lạ nhất là, cỗ này lực lượng dĩ nhiên không nhìn huyền hoàng chi khí cùng hư vô chi khí, đồng thời sáp nhập vào tiểu thiên địa cùng thần hồn bên trong. Tiêu Phàm không biết cái này kỳ lạ lực lượng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hắn cường đại, nghĩ đến bạch sắc thạch đầu nhường bản thân hỗ trợ đồng thời, cũng cho mình mang đến chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, hắn không biết lần này là phúc hay là họa. Tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái,
ngoại trừ không cách nào sử dụng những cái này lực lượng bên ngoài, hắn cũng không có cảm thấy cái gì khác biệt, thậm chí còn cảm thấy tự thân thực lực càng cường đại. Có thể kể từ đó, lại làm rối loạn hắn kế hoạch, dựa theo Thanh Minh nói tới đột phá cổ thần cảnh phương pháp cũng không chắc sẽ còn hữu hiệu. Mặc kệ, trước giúp bạch sắc thạch đầu giải quyết cái này nguy hiểm lại nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, vừa dứt lời, hắn con người đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại, ngay tại hắn ngẩng đầu một sát na kia, Tiêu Phàm con người nháy mắt dừng lại ở nơi đó, tựa như nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật một dạng. Tiêu Phàm con người cùng thân thể đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, không tự giác lui về phía sau, chẳng qua là làm hắn nghĩ di chuyển bước chân thời điểm, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe hắn sai sử. Tại hắn phía trước mấy chục trượng có hơn, đứng vững một đầu đạt đến mấy chục trượng cao cự thú giữ tợn khuôn mặt nhìn xem Tiêu Phàm, miệng phun răng nanh. Hắn cả người tuyết bạch như ngọc, thật dài bộ lông màu trắng phát ra nhu hòa quang mang, ở hư không phiêu đáng, bay lên. Cho người ta một loại thánh khiết, xuất trần cảm giác. Bất quá, nó thân thể lại là nhiều chỗ nhuốm máu, hơn nữa bị từng cây dây sắt cuốn lấy, tứ chi cũng đồng dạng bị dây sắt quấn quanh, móng vuốt tức thì bị to lớn đinh tử đinh trên mặt đất. Dây sắt cũng đã lõm vào nó da rẻ bên trong, tiếp xúc địa phương, phát ra một loại hư thối mùi. Nhưng Tiêu Phàm càng thêm kinh hãi là, tại cự thú thân thể, xuyên sáp từng chuôi cự kiếm. Miệng vết thương vẫn như cũ còn tại chảy xuôi máu tươi. Có thể cho dù như thế, cự thú sinh mệnh khí tức cũng vẫn như cũ 10 phần cường thịnh, không có nửa điểm suy yếu biểu hiện. Tiêu Phàm trong lòng không thể không cảm thán, cái này cự thú thật đúng là thật mạnh sinh mệnh lực, vậy mà không chết. Nhìn thấy cự thú bị khốn trụ, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, chỉ ít cái này cự thú không có khả năng muốn mạng hắn. Dù sao, cự thú hiển nhiên chân áp ở trong này đã có vô số tuế nguyệt, nếu là có thể tránh thoát mà nói, cũng sớm đã tránh thoát. Đây là cái gì quái vật? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cho dù biết rõ cái này cự thú không cách nào tránh thoát, nhưng cùng cự thú bốn mắt tương đối, hắn không khỏi đánh ve mùa đông. Thô sơ giản lược xem xét, cái này cự thú ngoại hình cực giống một đầu cự lang, có thể cẩn thận xem xét lại là phát hiện, tuyết bạch cự thú cái trán mọc ra một cái độc giác. Phát ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng ba động, chính là bạch sắc thạch đầu truyền lại cho hắn cỗ kia lực lượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, ở nơi này cự thú mi tâm, dĩ nhiên còn có một khỏa trạm lam sắc bảo thạch, lộ ra 10 phần dễ thấy. Nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, bạch sắc cự thú điên cuồng giằng co, xích sắt vang lên ầm ầm, mỗi một lần giãy giụa, nó trên người đều có mảng lớn mưa máu chiếu xuống. Có thể bạch sắc cự thú hoàn toàn không quan tâm, nó mở lớn lấy miệng, muốn một ngụm nuốt hết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, hắn không biết cái này cự thú là cái gì quái vật, nhưng hắn tin tưởng bạch sắc thạch đầu rút ra nó lực lượng, có lẽ không thể chứng minh nó là xấu, nhưng chỉ ít chứng minh, nó là bản thân địch nhân. Đối với bản thân địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, huống chi, hắn phát hiện. Rút ra cái kia kỳ lạ năng lượng sau đó, bản thân nhục thân cùng linh giác, cũng đang phát sinh kỳ diệu biến hóa. Thậm chí, Tiêu Phàm có loại muốn phi thăng cảm giác. Bạch sắc cự thú điên cuồng giãy giụa, trong mắt lộ ra dữ tợn chi khí, tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi một dạng. Đáng tiếc dây sắt xuyên qua nó thân thể, nó căn bản là giãy không thoát được, mỗi một lần tránh thoát đều sẽ đau đến nó nhe răng trợn mắt. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm cũng từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, chậm rãi biến 10 phần bình tĩnh, mặc cho bạch sắc cự thú phát cuồng, hắn cũng có thể bình tĩnh tự nhiên. Hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, kia chính là cái này bạch sắc cự thú mi tâm lam sắc bảo thạch, dĩ nhiên ảm đạm rất nhiều. Đồng thời, bạch sắc cự thú lực lượng cũng chậm chậm yếu bớt, tựa như nó lực lượng nguồn suối liền là đến từ đối với cái kia lam sắc bảo thạch một dạng. Tiểu quỷ, cứu ta ra ngoài, ta liền để ngươi đột phá thần vương cảnh, như thế nào? Thật lâu, một đạo hùng hậu giống như lôi âm thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bên tai, nó khóe miệng cong thành một đạo tà tà độ cung, liền giống như nhân loại một dạng. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn xem trước mắt bạch sắc cự thú, hắn hiển nhiên không nghĩ đến, cái này bạch sắc cự thú vậy mà còn có thể miệng phun tiếng người. Kinh ngạc chốc lát, Tiêu Phàm liền khôi phục bình tĩnh. Xem thường nhìn xem bạch sắc cự thú nói, người có thể để cho ta đột phá thần vương.
sẽ không liền cái này dây sắt đều dẫy không thoát được a. Mở cái gì nói đùa, thần vương cảnh, cho dù phóng tầm mắt thiên vũ vực, cũng là cao cấp nhất nhân vật, nhất là dễ dàng như vậy đột phá. Hừ, giống như đây không phải xuyên thần tâm khóa, mà là phổ thông xiềng xích, lại có thể vây được ta. Bạch sắc cự thú hừ lạnh một tiếng nói, ta trường sinh đại đế sống mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, sao lại lừa ngươi một cái tiểu quỷ. Trường sinh đại đế, trường sinh đại đế lại như thế nào? Tiêu Phàm giễu cợt không thôi, bất quá lời còn chưa dứt, hắn tiếng cười két két mà dừng, thần sắc bỗng run lên, lập tức kinh ngạc từ nhìn xem bạch sắc cự thú, run giọng nói, ngươi là trường sinh thú. Trường sinh thú, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 cường đại tồn tại a, tin đồn trường sinh thú nắm giữ vô hạn thọ nguyên, có thể cùng thiên địa đồng thọ, hơn nữa rất khó giết chết. Phải biết, thí thần cái này liền thần cách đều có thể tùy ý thôn phệ luyện hóa như thế biến thái, ở trên thần thú bảng xếp hạng, cũng mới người thứ 19 mà thôi. Mà trước mắt trường sinh thú, dĩ nhiên còn tại thí thần phía trước, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh trường sinh thú bất phàm. Tiêu Phàm mặc dù không biết trường sinh thú cụ thể bộ dáng, nhưng là, trước mắt cái này bạch sắc cự thú, người bị như thế trọng thương, hơn nữa không ngừng chảy máu, dĩ nhiên vẫn như cũ bất tử, đây vốn chính là cực kỳ kỳ lạ sự tình. Trước đó Tiêu Phàm còn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là hiện tại nghĩ như vậy, cái này bạch sắc cự thú xác thực bất phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cái này bạch sắc cự thú thể nội bàng bạc lực lượng, cho dù bị bạch sắc thạch đầu rút ra, vẫn như cũ giống như thâm uyên một dạng. Tiểu quỷ, người hiện tại sợ hãi, nhìn thấy ta trường sinh đại đế, còn không quỳ sát. Bạch sắc cự thú lạnh lẽo cô quạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên, cái kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, căn bản không có để ý tới bạch sắc cự thú lời nói, vẫn như cũ liên tục không ngừng cung cấp cho bạch sắc thạch đầu lực lượng, rút ra trường sinh thú lực lượng. Tiểu tử, người còn không ngừng tay, nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, trường sinh thú tức khắc phẫn nộ nói. Dừng tay, Tiêu Phàm khinh thường, nói tiểu gia quản ngươi cái gì trường sinh đại đế, coi như ngươi là, ngươi cũng không phải cái gì tốt mặt hàng, nhiều nhất cũng chính là hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, trường sinh thú giận tím mặt, hừ lạnh nói, sợ chết. Bản đế sẽ sợ chết, tiểu tử, bản đế ngang dọc thiên địa thời khắc, đã ngươi không sợ chết, vậy cũng chớ lải nhải. Không đợi trường sinh thú nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn. Trường sinh thú hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, nếu như không phải Tiêu Phàm rút ra nó lực lượng, nó căn bản lười nhác cùng Tiêu Phàm nhiều lời cái gì. Nói đến cùng, nó đúng là sợ chết, dù là bị nhốt ở trong này vô số tuế nguyệt, nó cũng không quan tâm, bởi vì nó tin tưởng bản thân một ngày nào đó sẽ rời đi nơi đây. Nhưng là hiện tại, cái này thiên thần cảnh tiểu quỷ, dĩ nhiên không những có thể rút ra bản thân lực lượng, hơn nữa còn có thể tước đoạt bản thân vật kia, đây chính là đem nó hướng chỗ chết chỉnh a. Tiểu quỷ, chúng ta đều đến từ đồng dạng địa phương, nếu là bọn họ biết rõ ngươi dám giết đồng tộc, ngươi sẽ sống không bằng chết. Trường sinh thú hừ lạnh một tiếng, bắt đầu uy hiếp. Cùng một cái địa phương, ta với ngươi cũng không phải đến từ cùng một cái địa phương. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, hắn căn bản không có nghe được trường sinh thú lời nói bên trong ý tứ. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Phàm cũng có chút hối hận, bởi vì hắn ẩn ẩn phát hiện, bản thân mi tâm bạch sắc thạch đầu, cùng trường sinh thú mi tâm viên kia chạm lam sắc bảo thạch, hình như là một vật, chỉ bất quá bạch sắc thạch đầu càng thêm tinh thuần mà thôi. Giống như bản thân bộ trường sinh thú mà nói, chẳng phải là có khả năng biết rõ bạch sắc thạch đầu lai lịch. Trường sinh thú nghe được Tiêu Phàm lời nói, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên tỏa ra dị dạng đặc sắc. Thử hỏi, ngươi không phải đến từ thiên hoang? Thiên hoang, Tiêu Phàm căn bản không biết ý tứ gì, vẫn như cũ đần độn lắc lắc đầu. Ha ha, đã ngươi không phải đến từ thiên hoang, cái kia khẳng định cùng ta đến từ cùng một cái địa phương. Trường sinh thú đột nhiên lại cười, tiếng cười vang vọng thật lâu ở hư không. Tiêu Phàm biểu hiện mặt mũi không hề bận tâm, nhưng trong lòng là cổ quái không thôi, ta đều nói cùng ngươi không phải đến từ cùng một cái địa phương. Người dĩ nhiên quả thực là cho rằng chúng ta đến từ cùng một cái địa phương. Hắn trong lòng cũng có lấy một tia hiếu kỳ,
muốn biết rõ trường sinh thú trong miệng thiên hoang đến cùng là địa phương nào, còn có, cái này trường sinh thú lại là đến từ chỗ nào. Thì tính sao, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 phần băng lãnh, không buồn không vui. Ta liền biết rõ, trường sinh thú nghe được Tiêu Phàm khẳng định, tức khắc cười càng thêm trương cuồng, ha ha, ta liền biết rõ, các ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Trăm vạn năm trôi qua, các ngươi rốt cục tìm tới nơi này, tiểu quỷ, nhanh cứu ta ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, bản đế liền để ngươi đột phá thần vương cảnh, quyết không nuốt lời. Tiêu Phàm thần sắc bất động, trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, từ trước mắt trường sinh thú trong lời nói, hắn nghe ra rất nhiều tin tức. Trước mắt trường sinh thú, dĩ nhiên trấn áp ở trên nơi này 100 vạn năm. Mấu chốt là, hơn 100 vạn năm thời gian, gia hỏa này vậy mà còn không chết. Cho dù là thần vương cường giả cũng chưa hẳn có thể làm đến một bước này a, chẳng lẽ trước mắt cái này đại gia hỏa siêu việt thần vương cảnh. Hắn một ngụm một tiếng bản đế, đoán chừng thật không chỉ là thần vương cảnh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Tiểu quỷ, còn thất thần làm cái gì? Bản đế còn nghĩ rời đi nơi này, đem giới này nháo long trời lỡ đất, chỉ ít giết 100 vực sinh linh, mới có thể phát tiết ta trong lòng mối hận. Trường sinh thú nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, tức khắc 10 phần khó chịu nói. Nó trong lòng kìm nén một cỗ phẫn nộ cùng sát ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên run một cái, hắn tự nhận là giết người vô số, có thể cùng cái này trường sinh thú so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Thiên vũ vực lớn biết bao, nhân loại tu sĩ đều nhiều đến tính đến hàng ngàn tỷ, có thể cái này trường sinh thú, dĩ nhiên ít nhất phải giết 100 vực mới có thể lắng lại lửa giận, cái này cần bao nhiêu sinh linh a? Cho dù lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được cảm giác khắp cả người phát lạnh, cùng trường sinh thú so sánh, trước mắt gia hỏa này mới là chân chính sát thần. Thả nó đi ra, Tiêu Phàm không chút do dự liền hủy bỏ ý nghĩ này, nếu là thật thả nó đi ra, cái kia thái cổ thần giới cũng liền không được an bình. Chỉ là, chiếu trường sinh thú ý tứ, nó có vẻ như là muốn đem thái cổ thần giới quấy đến long trời lở đất, chẳng lẽ nó không phải giới này người hay sao? Quá mức nghi hoặc tràn ngập Tiêu Phàm trong lòng, hắn bây giờ chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ mà thôi, không nói phóng tầm mắt thái cổ thần giới, cho dù tại thiên vũ vực, hắn đều chỉ là con kiến hôi tồn tại. Tiểu quỷ, người còn không ngừng tay, còn dám thôn phệ ta mệnh thạch lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, trường sinh đại đế phẫn nộ nói. Mệnh thạch, Tiêu Phàm thần sắc hơi động, trường sinh thú mi tâm chạm lam sắc bảo thạch, là cái gọi là mệnh thạch sao? Cái kia bạch sắc thạch đầu, phải chăng cũng là cái gọi là mệnh thạch đây? Mà mệnh thạch lại là dùng tới làm cái gì? Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện, bản thân có lẽ có thể giải khai thần bí bạch sắc thạch đầu bí mật, vội vàng nói, người muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi, một phần vạn ngươi là thiên hoang người đâu? Từ vừa mới trường sinh thú trong lời nói, Tiêu Phàm nghe được một cái khác địa phương, thiên hoang. Hơn nữa, cái này trường sinh thú có vẻ như cùng thiên hoang hay là có thù, tất nhiên như thế, vậy mình làm sao không giả mạo là nó đồng loại, hiểu rõ nhiều hơn tin tức đây. Hừ, bản đế bạch ma, rong ruổi cửu thiên thập địa thời khắc, người lão tổ tông đều đoán chừng còn chưa ra đời. Trường sinh thú khinh bỉ nói, trong giọng nói đều là vẻ ngạo nhiên. Có lẽ là cô tịch quá lâu. Nó hiện tại như có vô tận lời nói muốn thổ lộ đồng dạng, há miệng ra liền bắt đầu líu lo không ngừng. Bạch ma, Tiêu Phàm nhớ tới cái này cổ quái danh tự, sau đó lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Ách, trường sinh thú thanh âm tức khắc két két mà dừng, trong lúc nhất thời không biết nói gì, đôi mắt bên trong lóe qua một sợi tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi không phải trường sinh đại đế sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Gia hỏa này vừa mới còn nói mình là trường sinh đại đế đây, làm sao một cái liền biến thành bạch ma. Người gạt ta, người căn bản không phải tới cứu bản đế. Trường sinh thú thanh âm bỗng nhiên băng lãnh vô cùng, nó 100 vạn năm chưa từng trao đổi với người, nhưng cũng không đại biểu nó ngốc. Nó như thế nào không minh bạch, Tiêu Phàm cùng nó nói nhiều như vậy, chỉ là bộ nó mà nói mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói, ta từ đầu tới đuôi. Đều không nói là tới cứu ngươi, chỉ là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Tiêu Phàm biết rõ, lấy trường sinh thú khôn khéo, muốn từ nó trong miệng moi ra nhiều hơn tin tức, hiển nhiên là không thể nào, dứt khoát còn không bằng mở ra tới nói.
Cũng đúng, người một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, lại làm sao sẽ là bọn họ phái tới cứu ta đây, coi như là cổ thần cảnh, cũng chưa hẳn có thể chém đứt cái này xuyên thần tâm khóa. Trường sinh thú tự nhủ, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ dữ tợn. Nó con người cũng biến đỏ bừng vô cùng, phủ đầy tơ máu, trên người toát ra từng tia bạch sắc sương mù. Nhìn thấy trường sinh thú chuẩn bị phát cuồng, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, cuồn cuộn năng lượng tràn vào bạch sắc thạch đầu bên trong, bạch sắc thạch đầu quang mang đại thịnh, lần nữa đem cái kia bạch sắc sương mù tịnh hóa không còn một mảnh. Đồng thời, bạch sắc thạch đầu bắt đầu điên cuồng hấp thu trường sinh thú mi tâm cái kia chạm lam sắc bảo thạch lực lượng. Cái này quá trình bên trong, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, không chỉ bản thân nhục thân cùng linh hồn phát sinh biến hóa, hơn nữa bạch sắc thạch đầu cũng biến càng ngày càng trong suốt lên, tựa như tại phát sinh một cái nào đó loại thuế biến. Người đáng chết, đột nhiên, trường sinh thú gầm thét một tiếng, há mồm phun một cái, từng đạo dịch nhờn hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, thân thể thức khắc bị dịch nhờn xuyên thủng. A Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, hắn thân thể bị dịch nhờn đánh thành cái sàng, đáng sợ hủ thực chi lực nhanh chóng ăn mòn hắn thân thể. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ thống khổ, hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai trước đó những cái kia phát ra kiếm rít lưu quang, lại là trường sinh thú nước bọt. Nước bọt thì có uy lực như thế. Tiêu Phàm mặc dù không tin, nhưng giờ phút này lại tự mình thể nghiệm được trường sinh thú nước bọt đáng sợ. A, ta dĩ nhiên không có việc gì. Tiêu Phàm sau nửa ngày mới phát hiện, bản thân mặc dù trọng thương, hơn nữa còn muốn chịu đựng cái kia dịch nhờn đáng sợ tính ăn mòn. Nhưng là, tính mạng hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, bạch sắc thạch đầu thấm lộ ra loại kia kỳ lạ lực lượng, đang che lại hắn sinh cơ, hơn nữa khôi phục nhanh chóng thân thể, đem cái kia hủ thực chi lực khu trừ không còn một mảnh. Đau nhức mặc dù là đau đớn điểm, nhưng chỉ cần bất tử, Tiêu Phàm liền không sợ cái này trường sinh thú. Trường sinh thú tựa như cũng không nghĩ tới bản thân công kích sẽ giết chết Tiêu Phàm, sau đó nó há mồm lại phun ra từng đạo dịch nhờn, lần này cũng không phải một chút, mà là giống như mưa rào tầm tã đồng dạng hướng về Tiêu Phàm phủ xuống. Thảo, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia dịch nhờn trực tiếp đem hắn bao vào. Đáng sợ dịch nhờn bắt đầu ăn mòn hắn da rẻ, từ đó mà bên ngoài, vẻn vẹn hô hấp không đến thời gian, dịch nhờn liền đi sâu vào Tiêu Phàm cốt tủy. Tiêu Phàm bộ mặt co quắp một trận, loại này ăn mòn thống khổ, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp nhận, hắn cảm giác mình bị ngàn vạn kiến hôi gặm ăn đồng dạng, thiếu chút nữa thì nhịn không được đi cào bản thân xương cốt. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm đối cái này dịch nhờn lại không thể làm gì, cho dù vô tận chiến huyết cũng căn bản không làm gì được, chỉ có thể dựa vào bạch sắc 10 đầu lực lượng. Nó hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng, bạch sắc thạch đầu có thể tước đoạt trường sinh thú lực lượng, đến lúc đó là hắn có thể được cứu. Tiểu quỷ, ngươi chỉ là thiên thần cảnh, bọn họ vậy mà liền dám để cho ngươi đi ra đi, nhìn đến thiên hoang cũng không người. Trường sinh thú hừ lạnh một tiếng. Cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Tiêu Phàm toàn thân bị dịch nhờn bao trùm, cái này cũng không phải đồng dạng thống khổ, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiên trì, cung cấp năng lượng cho bạch sắc thạch đầu, trừ cái đó ra, cái gì đều không thể làm. Hắn da rẻ hư thối sau đó, cái kia dịch nhờn liền bắt đầu tiếp tục hư thối hắn xương cốt, nội tạng. Tiêu Phàm cảm giác mình cự ly tử vong, chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một tấc biến hóa, đây mới là quỷ dị nhất. Giờ phút này hắn, thân thể tựa như hoàn toàn bị bạch sắc thạch đầu thao túng đồng dạng, chính hắn ngược lại tự do bên ngoài. Cho ta đứng vững, Tiêu Phàm trong lòng gào thét, vô tận chiến huyết sôi trào, mặc dù không làm gì được này dịch nhờn, nhưng vô tận chiến huyết vẫn như cũ có thể cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Bạch sắc thạch đầu quang mang hừng hực. Nó một bên tước đoạt trường sinh thú cái kia chạm lam sắc bảo thạch lực lượng, một bên thao túng cỗ kia lực lượng nhường Tiêu Phàm huyết nhục tái sinh. Rốt cục, cái kia dịch nhờn ăn mòn tốc độ chậm lại, không, nói cho đúng, là tái sinh năng lực cùng ăn mòn năng lực thăng bằng. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm xương cốt đều mục nát không ít, chỉ có ý thức lại 10 phần thanh tỉnh. Cái này quá trình bên trong, Tiêu Phàm phát hiện một kiện 10 phần kỳ diệu sự tình. Kia chính là hắn nhục thân tái sinh năng lực vậy mà ở không ngừng tăng cường, nghiễm nhiên cũng đã siêu việt bất hủ cảnh. Trường sinh,
Tiêu Phàm trong đầu Mạc Danh kỳ diệu toát ra hai chữ, giờ phút này hắn trạng thái, chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Vạn pháp bất xâm, vạn đạo không diệt, mà hết thảy, đều cùng bạch sắc thạch đầu hấp thu cái kia kỳ lạ năng lượng có quan hệ, Tiêu Phàm cũng đã biết bạch sắc thạch đầu hẳn là mệnh thạch, chỉ là mệnh thạch dùng tới làm cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại phỏng đoán, kia chính là mệnh thạch vô cùng có khả năng cùng trường sinh có quan hệ. Trường sinh thú nắm giữ mệnh thạch, bị hành hạ hơn trăm vạn năm mà bất tử bất diệt, hắn Tiêu Phàm nắm giữ bạch sắc thạch đầu, cũng đồng dạng nắm giữ đáng sợ tái sinh năng lực. Từ ý nào đó tới nói, bạch sắc thạch đầu lực lượng cùng mệnh thạch không có bất luận cái gì khác nhau. Nghĩ đến bạch sắc thạch đầu trước kia chữa trị năng lực, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm xác nhận lần này ý nghĩ. Chỉ là hắn vẫn như cũ không tin, lấy được cái này mệnh thạch, liền có thể cho người trường sinh bất tử, thế nhân lại có ai có thể chân chính trường sinh bất tử. Như thế lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm tái sinh năng lực lần nữa phát sinh biến hóa, dĩ nhiên mạnh hơn dịch nhờn hủ thực chi lực. Ngay sau đó, hắn nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ, huyết nhục cũng bắt đầu trọng sinh, cái này quá trình chậm chạp, nhưng Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Làm sao có thể? Trường sinh thú nhìn thấy một màn này, tức khắc lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Nó hủ thực chi lực biết bao kinh khủng, đừng nói thiên thần cảnh, cho dù thần vương cường giả cũng ngăn không được a, có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể sống sót. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm vậy mà còn có thể một mực rút ra hắn mệnh thạch bên trong lực lượng, đây mới là cực kỳ chí mạng. Lúc này mới một canh giờ không đến thời gian. Cái kia mệnh thạch bên trong năng lượng đã bị rút lấy 1/10, cứ tiếp như thế, đoán chừng không cần một ngày thời gian, tất cả năng lượng đều sẽ bị rút sạch. Đến lúc đó, nó khả năng liền có vô tận phiền toái, thậm chí khả năng trực tiếp vẫn lạc ở chỗ này. Nghĩ tới cái này, trường sinh thú trong mắt tràn đầy bất phàm, hận không thể lập tức xông đi lên giết Tiêu Phàm, nó há miệng lại phun ra không ít dịch nhờn bao vây lấy Tiêu Phàm. Phun ra dịch nhờn sau đó, trường sinh thú lại há mồm thở dốc, hiển nhiên loại này công kích, đối với nó tới nói cũng sẽ tạo thành cực lớn gánh vác, dù sao nó thế nhưng là bị khốn trụ đây. Mà nhường trường sinh thú thất vọng là, Tiêu Phàm tái sinh năng lực, cũng đã có thể hoàn toàn ngăn cản nó cái kia dịch nhờn ăn mòn. Cho dù nó liều mạng ói nữa ra loại chất lỏng đó, cũng đối Tiêu Phàm không có bất luận cái gì tác dụng. Không có khả năng, người mệnh thạch làm sao có thể so bản đế mạnh, cái này không khả năng. Trừ phi, người căn bản không phải mệnh thạch, mà là trong truyền thuyết vật kia. Trường sinh thú gào thét, đi đến nó như vậy cảnh giới, thế nhưng là có rất ít để nó sợ hãi đồ vật. Cho dù bị vây ở đây mà mấy trăm vạn năm, nó cũng chưa từng không cho rằng bản thân sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng mà hiện tại, trường sinh thú trong đầu đột nhiên toát ra tử vong hai chữ, cái này ở nó trước kia nhìn đến, là cỡ nào hoang đường sự tình. Không. Ta bạch ma sẽ không chết ở nơi này, sẽ không. Trường sinh thú ánh mắt bên trong ra dọa một vẻ bối rối. Ta liền nói, ngươi nhất định trốn không thoát, nơi này liền là ngươi nơi chôn thây. Đột nhiên, lại một đạo thanh âm vang lên, cũng đồng dạng là từ trường sinh thú thể nội truyền đến, chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia tử tính cùng uy nghiêm. Đang toàn lực ngăn cản dịch nhờn Tiêu Phàm cũng là cả kinh. Cái này trường sinh thú thể nội làm sao có thể sẽ có hai cái thanh âm? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng lên. Trường sinh lão quỷ, người rốt cục không còn trốn, bản đế cho dù là chết, cũng sẽ diệt ngươi. Trường sinh thú nhe răng cười một tiếng, sát khí bừng bừng. Bạch ma, từ ngươi linh hồn thừa cơ tiến vào thân thể ta bên trong một khắc kia trở đi, liền chú định ngươi kết cục, vì trấn áp ngươi. Vô Trần Thiên Cung đều hủy diệt, ngươi cho rằng bản đế sẽ sợ chết sao? Cái kia mang theo từ tính thanh âm vang lên, trong giọng nói cũng tràn đầy hờ hững. Nghe được lời này, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, quả nhiên, Vô Trần Thiên Cung hủy diệt, theo chân chúng nó có quan hệ, cái kia trường sinh đại đế, hẳn là liền là trường sinh thú, nó vốn liền thuộc về Vô Trần Thiên Cung. Về phần cái kia bạch ma, khả năng không thuộc về cái thế giới này. Nó linh hồn khống chế trường sinh thú thân thể, hủy diệt Vô Trần Thiên Cung, cũng có khả năng là Vô Trần Thiên Cung dùng vô số thần vương chết, mới trấn áp nó. Nghĩ minh bạch trong đó tất cả, Tiêu Phàm phát hiện, cái thế giới này thực sự là vượt qua tưởng tượng lớn,
hắn hiện tại vẫn chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, cự ly trường sinh thú bọn họ đỉnh phong cảnh giới, có thể còn có không nhỏ cự ly. Được nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh, Tiêu Phàm trong lòng có loại mãnh liệt bức thiết cảm giác, bất quá bây giờ tiểu thiên địa cùng thần cung phá toái, hắn trong lòng cũng đã không chắc. Nghe được trường sinh đại đế cùng bạch ma hai người tiếng mắng chửi, Tiêu Phàm lại thu được không ít tin tức, mấy canh giờ sau đó, trên người hắn huyết nhục toàn bộ phục hồi như cũ. Mặc cho cái kia dịch nhờn như thế nào ăn mòn, cũng rốt cuộc không làm gì được Tiêu Phàm mảy may, hắn lúc này mới đem tâm thần đặt ở trường sinh thú trên người. Giờ phút này, trường sinh thú thể nội hai cỗ cường đại khí tức chính đang kịch liệt va chạm, rất hiển nhiên, trường sinh đại đế cùng bạch ma linh hồn chính đang kịch liệt chiến đấu. Tiểu quỷ, nhanh nuốt hắn mệnh thạch, chỉ cần không có mệnh thạch, ta liền có thể giết hắn. Một đạo thân ảnh tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Trường sinh đại đế, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn rất khó chịu cái kia trường sinh đại đế ngữ khí. Mặc dù hắn Tiêu Phàm đem bạch ma trở thành địch nhân, nhưng là, trường sinh đại đế có thể cũng chưa hẳn là bằng hữu a. Nếu như bạch ma chết rồi, đến lúc đó trường sinh đại đế khống chế thân thể, một phần vạn tránh thoát sau đó, muốn lấy được bạch sắc thạch đầu đây. Hơn nữa, cái này trường sinh đại đế nếu là trong lòng không chuyện ma quỷ, nó hoàn toàn có thể lớn tiếng nói ra, căn bản không cần truyền âm a. Tiểu quỷ, người còn thất thần làm cái gì, nhanh một chút. Trường sinh đại đế tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, một bộ thể mệnh lệnh giọng điệu. Tiêu Phàm do dự lúc này, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, dù sao trường sinh thú đang bị nhốt, coi như giết bạch ma, trường sinh thú đoạt lại quyền khống chế thân thể, cũng không làm gì được hắn. Mặt khác, trường sinh thú mi tâm mệnh thạch, đối với hắn tới nói, cũng là vật khó được. Huống chi, bạch sắc thạch đầu cũng sẽ không từ bỏ bạch ma mệnh thạch. Dứt khoát còn không bằng dứt khoát lấy được liên thủ trường sinh đại đế giết bạch ma lại nói. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thể nội thần lực điên cuồng tràn vào bạch sắc thạch đầu bên trong. Tiêu Phàm chậm rãi đoạt lại bạch sắc thạch đầu quyền khống chế, cuồn cuộn năng lượng tràn vào, hắn hấp thu cái kia chạm lam sắc bảo thạch tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Trường sinh thú mi tâm viên kia chạm lam sắc bảo thạch, cũng chậm chậm biến ảm đạm tối tăm, đây là cái kia năng lượng đặc thù biến mất dẫn đến. Tiểu quỷ, người thật sự cho rằng ta chết đi, hắn liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạch ma tiếng cười lạnh vang lên, không sợ nói cho ngươi, ta là chiếm cứ nó khống chế thân thể quyền, có thể nó vì trấn áp ta, hắn lại cưỡng ép cướp lấy vô số thần vương cảnh cường giả tính mệnh, ngươi ở trong mắt hắn, cũng bất quá chỉ là run rế. Vì trấn áp ngươi cái này tà ma, lại nhiều tử vong đều đáng giá, chỉ cần có thể còn giới này an bình. Trường sinh đại đế thanh âm vang lên. Ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Tiêu Phàm thần sắc hơi trầm xuống, trường sinh đại đế mà nói mặc dù không sai, vì đại cục suy nghĩ, có đôi khi là muốn hy sinh rất nhiều sinh mệnh, nhưng bất luận kẻ nào đều có lựa chọn quyền lực. Liền cùng hắn lúc trước vì bảo hộ chiến hồn đại lục một dạng, Tiêu Phàm biết rõ phải có hy sinh, nhưng hắn cũng sẽ trưng cầu mọi người đồng ý. Cái này trường sinh đại đế có lẽ là vì thương sinh. Nhưng là đồng dạng có bản thân tự tư một mặt, chí ít, chính hắn không chết, sống đến hiện tại. Tốt một cái đại nghĩa, bản đế ghét nhất chính là các ngươi những cái này ngụy quân tử. Bạch ma gần như quát ầm lên, hắn khí thế rõ ràng hư nhược rất nhiều. Nghe được hai người mà nói, Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía dưới chân cái kia vô tận núi thây biển xương, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh ý, không biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên thả chậm rút ra cái kia năng lượng đặc thù tốc độ. Tiểu quỷ, người đừng nghe hắn nói bậy, cho dù là ta bản thân, cũng đồng dạng sẽ chết. Có đôi khi, hy sinh là tất yếu. Trường sinh đại đế nhìn thấy Tiêu Phàm có chút chần chờ, vội vàng quát to. Có thể chết là bọn họ, mà ngươi không có chết, không phải sao? Bạch ma cười lạnh nói, ngươi năm đó nếu là ôm lấy lòng quyết muốn chết, cùng ta đồng quy vu tận cũng không phải là việc khó a. Trường sinh đại đế hơi hơi trầm mặc, cũng chính là cái này trầm mặc. Nhưng Tiêu Phàm trong lòng đối với hắn lòng đề phòng lần nữa lên cao. Cái kia bạch ma không phải cái gì đồ tốt, nhưng trường sinh đại đế cũng đồng dạng không phải người lương thiện. Ở trong mắt hắn, bản thân cái này thiên thần cảnh tu sĩ, đoán chừng liền run rế đều không bằng. Nếu là có thể hy sinh hắn Tiêu Phàm, cứu ra chính hắn, trường sinh đại đế tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Ta sống,
là bởi vì có ta sống giá trị, ta có thể so bọn họ giết nhiều hơn địch nhân, che chở càng nhiều người. Trường sinh đại đế lần nữa nghĩa chính ngôn từ nói. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đã rõ ràng không tin, hắn dứt khoát không còn rút ra trạm lam sắc bảo thạch lực lượng, mặc cho hai đại cường giả giao phong. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Trường sinh đại đế nhìn thấy, tức khắc gầm thét không thôi, ngươi chẳng lẽ nghĩ cấu kết bạch ma hay sao? Cấu kết, chưa nói tới a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bạch ma không phải cái gì đồ tốt, nhưng ngươi một ngụm một câu tiểu quỷ, ta xem ngươi cũng không phải cái gì tốt mặt hàng. Làm càn, trường sinh đại đế giận tím mặt, một cỗ đáng sợ uy áp từ trên người hắn quét sạch mà ra sao? Hắn là bực nào tồn tại, cho dù trấn áp hơn trăm vạn năm, vậy cũng không phải thiên thần cảnh bậc này run dế có thể vũ nhục, có thể trước mắt tại thiên thần cảnh run dế, cũng dám nhục mạ bản thân. Làm càn lại như thế nào? Ta cũng không phải ngươi cấp dưới. Tiêu Phàm khinh thường nói ra. Hắn đột nhiên phát hiện, cái kia bạch ma mặc dù không phải người tốt, nhưng chí ít so trường sinh đại đế muốn bằng phẳng rất nhiều, Tiêu Phàm ngược lại cảm thấy trường sinh đại đế càng thêm âm hiểm. Hừ, bản đế thống soái mấy chục vực, thần vương đều muốn bái phục. Trường sinh đại đế đáng sợ uy áp bao phủ Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm trấn áp bình thường. Nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, hiện tại ngươi không phải cũng trở thành tù nhân sao? Ngươi, đường đường đại đế, khi nào bị một cái thiên thần cảnh khinh thường qua, chỉ ít đối với hắn trường sinh đại đế tới nói, đây là lần thứ nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem mấy người, hắn trong lòng lóe qua nguyên một đám ý niệm, tất nhiên trường sinh đại đế cố ý hy sinh người khác tính mệnh, mới đem bạch ma trấn áp, cái kia tại sao lại đem bản thân thân thể cầm tù ở chỗ này đây? Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, nháy mắt nghĩ tới cái gì, rất hiển nhiên, trấn áp hắn thân thể hẳn không phải là chính hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Phải biết, bạch ma cùng trường sinh thú có thể đều là siêu việt thần vương cảnh tồn tại, có thể trấn áp bọn họ người, thực lực khẳng định cũng sẽ không yếu. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm không còn xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn xem, tựa như chờ lấy bọn họ hai người đồng quy vu tận. Tiểu quỷ, ngươi rất tốt. Trường sinh đại đế quát lạnh một tiếng, trường sinh thú con người bỗng nhiên biến vô cùng băng lạnh. Ha ha, trường sinh, bản đế cũng không nghĩ đến người vậy mà còn ẩn núp, không hổ là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 trường sinh thú, không có tu luyện thành mệnh ngoại chi thân, nhưng là nắm giữ được trường sinh phương pháp. Bạch ma càn rỡ cười to. Dừng một chút, hắn vừa cười nói, bất quá, bản đế năm đó có thể giết ngươi, hiện tại cũng đồng dạng có thể giết ngươi. Hừ, chết là ngươi cũng không nhất định. Trường sinh đại đế hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trường sinh thú thi thể bắt đầu điên cuồng giằng co. Nhìn xem cái kia xuyên thần tâm khóa, Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu, máu tươi từ trường sinh thú trên người vương vãi xuống, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hắn không khỏi lui về sau mấy bước, mi tâm bạch sắc thạch đầu phát ra ôn hòa quang mang, ngăn cản cỗ kia cuồng bạo uy áp, nếu không mà nói. Trường sinh đại đế phát ra khí tức, liền đủ để nghiền ép Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, trường sinh thú thể nội, trường sinh đại đế cùng bạch ma chính đang kịch liệt chiến đấu, đoán chừng nếu không bao lâu, liền sẽ phân ra một cái kết quả. Mặc dù có bạch sắc thạch đầu bảo hộ nó, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Siêu Việt thần vương cấp bậc tồn tại, uy thế cỡ này, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Có thể chứng kiến đến bậc này đại đế cấp bậc linh hồn chiến đấu, Tiêu Phàm cũng xem như tam sinh hữu hạnh, đồng thời, hắn cũng mười phần hiếu kỳ, rốt cuộc là ngông cuồng bá đạo bạch ma có thể thắng được, vẫn là âm hiểm cường hoành trường sinh đại đế có thể thắng đây. Lần này, chính là cả ngày thời gian, Tiêu Phàm trong lòng một mực ở yên lặng tính thời gian, thiên sinh bảng tranh đoạt tái vòng thứ hai đại tái chỉ còn lại một ngày thời gian. Nếu như một ngày này bên trong, cái này hai đại cường giả linh hồn còn chưa phân ra cao thấp, hắn cũng liền chỉ có thể dạng này rời đi. Lấy hắn bây giờ lực lượng, hay là tốt nhất đừng đối phó đánh bọn họ chủ ý tương đối tốt. Lại đợi nửa ngày, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ còn lại đã nửa ngày, ta còn phải đem Liễu Chu hồn linh hồn quy vị, đáng tiếc, bỏ qua một trận thịnh hội. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, cũng liền tại Tiêu Phàm quay người một sát na kia,
một đạo bạch sắc lưu quang đột nhiên từ trường sinh thú thể nội bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Lan, Tiêu Phàm con người co rụt lại, quát lớn một tiếng, không chút do dự một kiếm chém tới, đồng thời, bạch sắc thạch đầu phát ra vô lượng bảo quang, hình thành một nguồn năng lượng kết giới bao phủ hắn. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đạo kia bạch quang, Tiêu Phàm rõ ràng nhìn thấy, một đầu to lớn dường như sói không phải là sói, dường như hổ phi hổ hư ảnh tới gần, thẳng đến xông vào hắn mi tâm bên trong. Ha ha, tiểu quỷ, đây chính là các ngươi trường sinh đại đế. Dĩ nhiên ti tiện như thế, không phải bản đế đối thủ, liền ngay cả ngươi cái này run rế đều không buông tha. Bạch ma ngông cuồng thanh âm quanh quẩn ở hư không, trong giọng nói đều là hí ngược. Đoạt xá, Tiêu Phàm vừa sợ vừa giận, hắn tâm thần vội vàng chìm vào thần cung bên trong, cuồn cuộn sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.